Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện xuyên màn đêm. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn bộ truyện Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo. Mời tất cả các bạn lắng nghe. Chương 121. Luôn là mèo của cậu 16 Bạch Sùng chạy một mạch tới chỗ Diệp Trần, dùng gió cắt mạng nhện bao quanh. Bên trong mạng nhện, vì không gian quá nhỏ hẹp nên Diệp Trần đã biến về thân mèo, nhẹ nhàng nhảy tới nhảy lui để né tránh đòn tấn công bằng nọc độc và mạng nhện. Sau đó, cô bỗng thấy có một cơn chấn động kịch liệt, bên ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi đầy sốt ruột của Bạch Sùng. Diệp Trần, em còn sống không? Diệp Trần nghe thấy tiếng, cố hết sức meo một cái, nghe được tiếng mèo kêu, Bạch Sùng điên cuồng xé toang mạng nhện, cuối cùng cũng cứu được mèo con ra. Bạch Sùng thoăn thoắt đặt Diệp Trần lên đầu vai, rút kiếm ra, quay đầu lại, bầy nhện đã bị Diệp Trần đánh tàn một nửa. Bạch Sùng giải quyết gọn nhẹ nốt đám còn lại rồi ôm Diệp Trần chạy như điên về căn cứ. Vừa lên, tới tường thành đã sốt sáng hỏi, có bác sĩ thú y không? Có bác sĩ thú y không vậy? Ai biết khám bệnh cho mèo ấy? Bạch ca, anh bình tĩnh chút đi, Dương Thu cạn lời. Tuy chị dâu bên ngoài là hình mèo nhưng là do dị năng hệ mèo, bản chất vẫn là người mà, người khỉ ấy. Bạch Sùng cố nhịn không chửi bậy, anh ta là người rõ nhất Diệp Trần đã biến thành người như thế nào. Diệp Trần căn bản không phải người, mà là một con mèo dị năng hệ người. Anh ta mặc kệ Dương Thu, định bế Diệp Trần đi tìm thú y. Diệp Trần cau có, biến nhát bảo, đi khám làm gì? Xì, cô ngoảnh đầu đi. Nhìn lũ zombie ở đằng xa, có laser chặn ở cửa, vấn đề cửa bị công phá đã được giải quyết, bên ngoài dù có nhiều zombie hơn nữa cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Trong lòng Diệp Trần thoải mái hơn nhiều, đũng đà đũng đỉnh bảo, canh trên tường thành đi, tôi ngủ một giấc, em không sao chứ? Thấy Bạch Sùng lo lắng ra mặt, Diệp Trần cào cho anh ta một phát, anh nói xem tôi có sao không. Bạch Sùng thấy Diệp Trần không sao mới chịu yên lòng, đi theo mọi người lên canh tường thành, không có nhược điểm để công phá, lũ zombie chỉ còn cách trèo tường. Thế nhưng, mọi người đang đứng canh từ trên cao, cho dù chỉ là một người thường cũng có thể ném vỡ đầu kẻ địch hoặc là đạp thẳng xuống, công cuộc giữ thành giảm được đáng kể khó khăn. Mọi người chiến đấu hăng hái suốt một đêm, đợt tấn công của zombie cuối cùng cũng kết thúc. Trong lúc mọi người làm công tác thống kê thương vong, kiểm đếm quân số, trị liệu cho binh sĩ, Bạch Sùng đi kiểm tra tình hình. Thế rồi, anh ta nhìn thấy Bạch Nguyên, người Bạch Nguyên run rẩy, bác sĩ hỏi gì, ông ta cũng không trả lời được. Bác sĩ hỏi lại, ông tên là gì, người nhà? Bạch Nguyên há miệng nhưng không phát ra được tiếng. Bạch Sùng khựng bước, nhíu nhíu mày, Nghiêm Uy khiêng súng đi ngang qua. Thấy Bạch Sùng nhìn Bạch Nguyên bèn giải thích, đó là người có dị năng không gian. Nghiêm Bạch Sùng và Bạch Nguyên cùng quay lại nhìn anh ta. Bạch Nguyên nhìn thấy Bạch Sùng thì cuống quýt hẳn lên, đáy mắt Bạch Sùng gợn sóng. Anh ta không hiểu tại sao cha mình vẫn còn ở đây. Nghiêm Uy không nhận ra bầu không khí bất thường, tiếp tục nói, người này chẳng hiểu là bị làm sao nữa, tối qua liều mang đòi giữ cửa thành, vắt súng đi đầu, còn lên tường thành đứng. Hôm qua, lúc cậu nhảy xuống cứu Diệp tỷ, nếu không phải tôi kéo lại thì ông ấy đã nhảy xuống rồi. Còn chưa nói xong, Bạch Sùng đã đi qua đó, nói với bác sĩ, tôi là người nhà của ông ấy. Bác sĩ giật mình, cuống quýt đứng dậy, Bạch trạm trưởng, Tinh Dương Quốc Vĩ từ chức, mọi người đều đã biết, tối qua, trải qua cuộc vây thành quy mô lớn như vậy của zombie mà phía họ thương vong chỉ chưa tới 10 người. Thực lực cỡ này, mọi người đều cam tâm tình nguyện nhận anh ta làm trạm trưởng. Bạch Sùng gật đầu, ngồi xuống cạnh Bạch Nguyên, thái độ bình thường, ông không phải căng thẳng, có chuyện gì thì cứ nói với bác sĩ. Bạch Nguyên ngơ ngác nhìn Bạch Sùng, không nói gì, cúi đầu sờ lông mèo. Diệp Trần khiến anh ta cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Bạch Nguyên mất mấy môi mất một lúc lâu mới nói được, cha, không cố ý. Bạch Sùng ngạc nhiên, không ngờ Bạch Nguyên lại nói lời này. Anh ta run run, bác sĩ ngồi bên nhíu mày,
mắt Bạch Nguyên đỏ hoe, cúi đầu xuống bảo, xin lỗi, tiểu sùng, cha không phải là người cha tốt, lúc đó cha thực sự rất sợ, cha cũng chẳng biết mình bị sao nữa, cứ thế kéo mẹ con chạy, lúc đó cha thực sự rất sợ hãi, sợ quá nên mới không đi cứu con, sợ quá nên mới đóng cửa lại, đừng nói chuyện này, Bạch Sùng thở dài, quay sang nói với bác sĩ, ông ấy không có chuyện gì chứ, cha muốn làm một người cha tốt, cha muốn dũng cảm hơn. Bạch Nguyên bỗng nói lớn tiếng, cha muốn một lần bảo vệ con. Bạch Sùng im lặng không nói gì, giờ này khắc này, cuối cùng anh ta đã hiểu, nguyên nhân thực sự khiến Bạch Nguyên ở lại, nhất thời không biết nói gì, con người đúng là một loài động vật quá phức tạp. Bạch Nguyên có yêu anh ta? Không, yêu, nếu không yêu đứa con trai này, đã chẳng nuôi nó tới lớn, đã chẳng tới lúc có thể đi còn chọn ở lại nơi đây. Đã chẳng vì muốn chứng minh bản thân, lo lắng cho con, trèo lên tường thành, nỗ lực chiến đấu hăng hái với lũ zombie kia, nhưng giữa chính mình và con cái, lựa chọn hàng đầu của ông ấy, vẫn là chính mình. Vào lúc nguy nan, ông ấy chạy trốn, ông ấy đóng cửa lại, ông ấy để Bạch Sùng một mình tuyệt vọng chờ chết, cha vẫn luôn rất hối hận. Bạch Nguyên rơi nước mắt, nức nở, cha không phải là người cha tốt. Cha không nên đối xử với con như vậy, nhưng lúc ấy cha sợ quá, cha thực sự rất sợ, hồi con còn nhỏ, cha từng nghĩ vô số lần xem, nếu có người bắt nạt con, cha sẽ làm gì, cha vẫn luôn cho rằng, nếu có ai bắt nạt con, cha sẽ liều mạng với kẻ đó, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, cha lại không làm được, cha kéo mẹ con đi, lúc đó cha nghĩ, chạy mau thôi. Chạy được ai thì chạy, chạy được nhiều thêm một người là thêm được một mạng, nhưng chạy ra rồi, cha mới nghĩ tới, Bạch Nguyên òa lên thành tiếng, cha là cha của con mà. Bạch Sùng không nói gì, cảm xúc của Bạch Sùng lẫn lộn trong lòng, khi thế giới hành ác với anh ta, cảm xúc của Bạch Sùng gốc sẽ trỗi dậy, thay anh ta chặt đứt cảnh rối ren, khi thế giới hành thiện với anh ta. Cảm xúc của Bạch Sùng gốc sẽ cuồn cuộn dâng trào, vòng tay Bạch Sùng ôm Diệp Trần gồng lên, cuối cùng anh ta nói, ông khám bệnh cho xong đi, tôi về trước. Nói xong, Bạch Sùng đứng dậy, xoay người định bỏ đi, chưa đi được mấy bước, Bạch Nguyên đột ngột gọi anh ta, tiểu Sùng. Bạch Sùng dừng chân, quay đầu lại, nhìn thấy khát vọng đè nén trong đáy mắt của Bạch Nguyên, rất lâu sau, ông ấy mới lên tiếng. Có thể ôm cha một cái không? Chỗ của tôi ông biết rồi. Xem bệnh xong thì qua đó đi. Bạch Sùng ôm Diệp Trần, xoay người rời khỏi. Diệp Trần nằm trong lòng anh ta ngẩng đầu lên nhìn, đặt móng vuốt lên tay anh ta. Đừng buồn, cô an ủi. Bạch Sùng cười, có gì phải buồn. Bạch Nguyên nhìn bóng lưng đi xa dần của con trai mình, bỗng nhiên không còn chút sức lực nào nữa. Ông ta còng lưng quay người đi chỗ khác. Leo lên trên tường thành, mỗi bước ông ta đi đều vô cùng nặng nề, nếu có ai đó kéo quần áo ông ta lên nhìn sẽ thấy dưới da ông ta dường như có rất nhiều những con sâu đang gồ lên mấp máy như đang bò. Ông ta đi lại khó nhọc, gian nan bước từng bước một, lúc lên được tới tường thành, ông ta vịn tường, đi ra tới mép. Lúc ông ta lên được tường thành, Nghiêm Uy vội vàng đi tìm Bạch Sùng, Bạch ca. Có chuyện này tôi phải nói với cậu, Nghiêm Uy sốt ruột bảo, vừa rồi có người anh em nói với tôi là nhìn thấy người thân của cậu bị zombie bắt đi. Cái gì? Bạch Sùng ngẩng phát đầu lên, sau đó lập tức nghĩ ra, vừa nãy không phải bỗng dưng vô duyên vô cớ mà Bạch Nguyên bảo anh ta ôm, ông ấy bị zombie bắt, có lẽ đã bắt đầu quá trình biến đổi. Quá trình biến đổi đã bắt đầu thì không thể nghịch chuyển được. Cho dù là Dương Thu cũng phải bó tay. Bạch Sùng vội vàng chạy theo Nghiêm Uy. Trên đường nghe anh ta bảo, tối qua lúc cậu lên tường thành, thực ra có một con zombie vốn định đánh lén cậu nhưng bị đạp đi kịp thời. Người hạ con zombie đó chính là Bạch Nguyên. Chuyện lúc đó xảy ra quá nhanh, tôi cũng không để ý thấy. Người anh em kia của tôi bảo, anh ta nhìn thấy Bạch Nguyên bị bắt, lúc đó hỗn loạn quá. Anh ta cứ nghĩ là Bạch Nguyên đã chết hoặc được xử lý rồi.
Nào ngờ ông ấy lại không tới chỗ Dương Thu báo cáo mà lại còn giả vờ mình không bị gì, đi khám ở chỗ bệnh bình thường, đúng là vớ vẩn mà. Bạch Sùng không nói gì, nghe nói Bạch Nguyên đã lên trên tường thành, anh ta cũng xông lên đó, chưa kịp lên tới nơi, đã nghe thấy tiếng người kêu lên thất thanh. Bạch Sùng chạy tới, nhìn thấy lưng Bạch Nguyên nứt ra, một con nhện khổng lồ xé cơ thể ông ấy từ bên trong để chui ra. Một con nhện tám cẳng khổng lồ, ông ấy nằm sấp dưới đất, đau đớn gào thét. Bạch Sùng gọi to, cha. Bạch Nguyên liếc mắt nhìn lên, ánh mắt ấy rất phức tạp, có niềm, vui, có hạnh phúc, có áy náy, có bi thương và sầu lo. Dường như đã dồn hết thảy tình cảm cả đời của ông dành cho Bạch Sùng chất chứa trong một ánh nhìn ấy, cuối cùng hóa thành ấm áp và quan tâm. Tiểu Sùng, ông ôn tồn dặn, đừng kén ăn, đừng yếu đuối. Cha, Bạch Nguyên cố sức gượng người đứng dậy, khàn khàn nói tiếp, vẫn yêu con. Vừa dứt lời, không biết là ai nổ súng, viên đạn găm thẳng vào đầu Bạch Nguyên, đôi mắt ông dừng lại trong niềm ấm áp và quan tâm, hai cánh tay dang rộng, ngã ngửa từ trên tường thành rơi xuống. Bạch Sùng bổ nhào tới, muốn níu Bạch Nguyên lại nhưng chỉ còn kịp nhìn thấy cảnh ông rơi xuống, mặt đất bung nở những đóa hoa máu. Anh ta mấp máy môi, cuối cùng chỉ gọi ra một tiếng, cha, thi thể của John B không được mang vào trong căn cứ, sợ sẽ lây bệnh. Bạch Sùng và Diệp Trần tìm một chỗ mai táng cho Bạch Nguyên. Đứng trước bia mộ, Bạch Sùng vẫn thấy không hiểu, là một người cha, rốt cuộc ông ấy là yêu hay không yêu tôi, không có ai quy định bắt một người phải đặt con cái cao hơn sinh mệnh của mình. Diệp Trần nhẹ nhàng lên tiếng, không phải ông ấy không thương anh, chẳng qua là ông ấy quá yếu đuối. Trong nháy mắt đứng trước cửa sinh tử, ông ấy đã chọn chính mình. Sau lúc ấy, khi ý thức tỉnh táo, ông ấy lại quyết định gánh vác trách nhiệm của bản thân. Bạch Sùng im lặng một hồi lâu, anh ta khom lưng, cúi đầu hôn tấm bia mộ, dịu dàng nói, tạm biệt cha. Sau khi nói xong, Bạch Sùng đứng thẳng người lên, lẳng lặng nhìn hàng chữ khắc bằng dao trên tấm bia. Không ngờ trong chính khoảnh khắc ấy, Bạch Sùng bỗng cảm thấy, hình như có ai đó kiễng mũi chân lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên gương mặt của anh ta. Quay đầu lại, nhìn thấy người đứng bên mở to mắt, ánh mắt trong veo, kiên định, mang theo chút ngạo mạn. Nhìn cái gì? Diệp Trần nhướng mày. Bạch Sùng nâng tay lên, chạm vào chỗ Diệp Trần vừa thơm, nụ cười trông thật ngốc nghếch. Diệp Trần à, em thật tốt. Diệp Trần xì khẽ một tiếng, Bạch Sùng chủ động kéo người. Cô, quay người đi về phía trước. Đi thôi. Đi đâu? Về nhà. Nhà đâu ra? Diệp Trần châm trọc, thời thế này lấy đâu ra nhà? Nhà sập hết rồi, vẫn phải có chứ. Bạch Sùng quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy ấm áp. Đối với tôi, nơi nào có em, nơi đấy là nhà. Diệp Trần sửng sốt, dưới ánh mặt trời, nét mặt Bạch Sùng trông ấm áp khác thường. Cô bỗng cảm thấy tim đập hơi nhanh một chút, vội quay đầu đi, miễn cường đáp, Trong lúc hai người đi về phía trước, chẳng bao lâu sau, một con zombie quạ đen đậu lên nấm mồ, như là bị thứ gì đó ra lệnh, bắt đầu đào bới lớp đất trên mặt ngôi mộ. Một bàn tay đầy những vết thương lở loét thò ra từ trong nấm mồ, gạt lớp đất đi, kêu ré lên, nghe mà ớn lạnh, ta còn sống. Những từ đứt quãng không thành câu bật ra từ trong bùn đất, ai, giết, ta, không có ai nghe thấy những lời này, chỉ có con zombie quạ đen đào đất lên xong, lùi lại một bước, ngoẹo đầu, kêu lên một tiếng, quạ. Chương 122, luôn là mèo của cậu 17. Một trận đại chiến đã căn bản xác lập nên địa vị của Bạch Sùng. Những người vốn không chịu phục, sau khi căn cứ xuất hiện thêm 30 người dị năng, cuối cùng cũng phải chịu phục. Bạch Sùng quan sát các mục chỉ số của mình từ từ tăng lên, trong lòng cảm thấy có chút hưng phấn nho nhỏ. Còn Diệp Trần, không có bà Tám giám sát, lại bị ảnh hưởng tính tình của loài mèo, thế là ngày ngày lười biếng rút trong lòng Bạch Sùng. Hễ Bạch Sùng gặp khó khăn thì liền bỏ tiền ra mua đồ để giải quyết vấn đề. Bạch Sùng mở rộng căn cứ, xây dựng đồn điền, phân phối hạt giống, giúp rất đông dân chúng.
những người không có dị năng có việc làm, làm nông dân, giải quyết cơ bản chuyện cơm no áo ấm xong. Bạch Sùng tiếp tục thành lập viện nghiên cứu khoa học để đỡ cho Diệp Trần phải tốn điểm tích lũy mua vũ khí nóng. Căn cứ của Bạch Sùng phát triển rất nhanh, chưa đầy 2 năm, nó đã trở thành một trong những căn cứ lớn nhất ở Mạt Thế. Trong 2 năm này, có rất nhiều căn cứ ly khai, tự xưng vương, thành phố B không thể quản lý nổi, ốc không mang nổi mình ốc, chỉ có thể đứng nhìn thế cục hỗn loạn diễn ra. Tốc độ tiến hóa của zombie ngày càng nhanh, người có dị năng cũng ngày càng đông. Cuộc sống của những người bình thường trở nên vô cùng gian khổ. Chỉ có căn cứ của Bạch Sùng là còn bảo toàn được trạng thái trước tận thế. Suốt mọi người có cuộc sống của riêng mình, càng ngày càng có nhiều người đổ về căn cứ của Bạch Sùng. Căn cứ của Bạch Sùng mở rộng, 4 chỉ số của anh ta tăng lên rất nhanh. Đây đúng là thế giới dễ nhất mà anh ta từng làm. Diệp Trần làm phụ tá đắc lực cho Bạch Sùng, việc đáng làm thì phải làm, tích cực đi đầu, dần dà, mọi người đều biết, căn cứ Z có một người lãnh đạo toàn hệ dị năng thực lực siêu cường và một người dị năng hệ mèo tính tình không được tốt cho lắm. Diệp Trần giúp Bạch Sùng đánh hạ hết căn cứ này tới căn cứ khác. Trong mắt người ngoài, hai người chính là một cặp hoàn hảo, nhưng chỉ có Bạch Sùng biết nỗi khổ của mình. Trần Trần, nào, ăn đồ hộp cho mèo đi. Bạch Sùng đứng dưới kệ tủ, cầm hộp đồ hộp, rổ Diệp Trần đang đứng trên nóc tủ nhìn xuống. Diệp Trần ngoảnh mặt đi, bất mãn nói, anh đừng hòng đem đồ hộp ra dụ tôi muốn ăn thịt nướng, tôi không ăn thứ này đâu. Không phải, Bạch Sùng sốt ruột, bác sĩ bảo em bị mỡ máu. Tôi không bị mỡ máu. Diệp Trần tức xù lông, là do dụng cụ của ông ta bị hỏng. Nó hỏng rồi, thực sự hơi cao mà, tôi có dị năng, tôi sợ gì mỡ máu. Diệp Trần gào lên, tôi không sợ, tôi muốn ăn thịt nướng béo ngậy mỡ. Bạch Sùng đau đầu, không biết phải làm sao, em không xuống thật hả? Diệp Trần quay hẳn đi, hừ một tiếng. Bạch Sùng nghiến răng, nghĩ bụng không thể chịu con mèo này được, đành bảo, thế em đừng ăn nữa, anh dọa tôi à? Diệp Trần cong lưng, lông xù hết lên, cào cào móng, anh dám dọa dẫm tôi. Bạch Sùng thấy hơi bực, làm trưởng căn cứ, vậy mà đứng trước một con mèo lại chẳng có chút tôn nghiêm nào. Anh ta không nói gì nữa, quay người bỏ đi luôn, chờ anh ta đi xa rồi. Diệp Trần thấy mệt, ngồi giận, nằm sấp xuống mặt tủ bất động, muốn ăn thịt nướng quá, muốn ăn thịt nướng Bạch Sùng làm quá. Cô nghĩ ngợi, giơ móng vuốt lên nhìn, bỗng phát hiện ra, móng vuốt của mình hình như hơi trong suốt. Sao lại thế này? Cô dựng hai tay lên cảnh giác, móng vuốt của cô sao lại bị trong suốt? Trong lòng cô hoảng hốt, vội đi tìm Bạch Sùng. Bạch Sùng sợ bị cô làm mềm lòng, anh ta biết rõ mình không hề có sức kháng cự với con mèo này. Cũng chính bởi vì trước đây không hề có sức kháng cự nên cô muốn ăn gì là cho cô ăn nấy. Vỗ béo một con mèo con thành mèo trắng béo phì như lũ mèo vàng, hình thể thực ra cũng không quan trọng. Điều Bạch Sùng lo lắng nhất chính là, Diệp Trần bị ba cao, tuổi đang trẻ mà đã ba cao, nuôi một con mèo làm nó bị ba cao. Anh ta thấy suy sụp quá, báo cáo kiểm tra sức khỏe vừa có, món thịt lợn Diệp Trần vốn thích ăn lập tức bị cắt bỏ, từ một con mèo quen hưởng thụ thịt cá chuyển sang ăn rau ăn dưa. Diệp Trần tất nhiên không vừa ý, thậm chí mang cả tuyệt thực ra để đe dọa. Thực ra, với lượng cơm Diệp Trần vẫn ăn, chịu đói một chút có lẽ lại là chuyện tốt. Thế nhưng, ngày nào cũng chỉ tuyệt thực được đến bữa tối, đói không chịu nổi là lại liền khều khều chân gọi Bạch Sùng. Phe phẩy cái đuôi, hai mắt long lanh năn nỉ, meo. Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Trần là Bạch Sùng lại đau lòng không chịu nổi. Đây là một con mèo đấy, ép một con mèo phải phe phẩy đuôi xin xỏ, nó đã phải chịu biết bao là ấm ức đây, đúng là nhục nhã như bị đánh gãy cột sống bắt quỳ, chà đạp lên tôn nghiêm, vứt bỏ hoàn toàn niềm kiêu hãnh của cô ấy. Vậy là Bạch Sùng liền đi làm ngay thịt nướng cho Diệp Trần. Ăn xong, Diệp Trần lắc đuôi, không buồn nhìn anh ta cái nào, một mình bỏ đi ngủ, để tránh lặp lại chuyện này. Lần này,
Bạch Sùng quyết định trốn đi. Bạch Sùng đi trốn, Diệp Trần không tìm thấy Bạch Sùng. Cô nhìn đôi chân bị trong suốt của mình, lòng sợ hãi vô cùng, bắt đầu chạy cuống cuồng khắp nơi, lỡ đà lao vào trong lồng ngực của một người. Đối phương ôm cô, kích động la lên, Bạch Tiểu Trần. Diệp Trần nghe thấy giọng người quen, ngẩng đầu lên, là Trần Lâm, 2 năm không gặp. Trần Lâm gầy đi nhìn, có vẻ đã trải qua nhiều chuyện, có vẻ đã trở nên cực kỳ giỏi giang. Diệp Trần đang định chạy đi thì bỗng phát hiện, không đúng, chân của cô hết bị trong rồi. Thấy lạ, Diệp Trần nhảy khỏi người Trần Lâm, lại trong, nhảy về trên người Trần Lâm, lại hết. Diệp Trần lập tức hiểu ra, mạng nhỏ của mình phụ thuộc vào Trần Lâm. Cô nhảy vào lòng Trần Lâm, lười biếng hỏi, anh tới làm gì? Tuy đã sớm biết Diệp Trần là một người dị năng hệ mèo nhưng thực sự nhìn thấy mèo mở miệng nói chuyện vẫn khiến Trần Lâm phải giật mình một phen rồi mới nói chuyện. Bình thường được. À, tôi đưa mẹ Bạch Sùng tới, tiện thể bàn chuyện hợp tác, thành phố B không ổn rồi. Trần Lâm cúi đầu, ánh mắt có chút xót xa. Diệp Trần tỏ vẻ thấu hiểu, không có các căn cứ khác hỗ trợ, thành phố B cũng không có gì đặc biệt hơn những chỗ khác. Ngoài, từ giới chính trị tài giỏi, thành phố B không có tài nguyên gì đặc biệt, thành phố Z có Bạch Sùng và Diệp Trần kiến thiết, thành phố Y có quặng, thành phố Z có một người có dị năng hệ chữa trị siêu cấp. Tóm lại, thành phố nào cũng có sở trường riêng của mình. Thành phố B nhiều năm đấu đá chính trị khiến những người có dị năng bỏ đi rất nhiều, giờ cũng chỉ còn mình Trần Lâm là sáng giá. Thành phố B muốn bàn chuyện hợp tác với Bạch Sùng. Trần Lâm ôm Diệp Trần đi tìm anh ta. Bạch Sùng vừa vào cửa liền nhìn thấy Trần Lâm ôm Diệp Trần, lập tức nổi khùng, chạy vội tới, vừa đi vừa quát lên, bỏ mèo của tôi xuống. Trần Lâm, nhiều năm không gặp, con mèo này vẫn không được chạm vào. Chương 123, luôn là mèo của cậu 18 nhưng, rất nhanh sau đó, Trần Lâm liền nghĩ, không đúng, đây đâu chỉ là một con mèo, đây là một con người mà. Trần Lâm hiểu ra vì sao Bạch Sùng nổi cáu, trước khi Bạch Sùng tới chỗ mình, nhanh nhẹn giao Diệp Trần ra. Diệp Trần vừa thấy Trần Lâm giao mình ra liền hoảng hốt, bám chắc vào người Trần Lâm không chịu thả. Bạch Sùng không khỏi cảm thấy khó chịu, chẳng qua chỉ không cho cô ấy ăn, sao cô ấy có thể bỏ sang nằm trong lòng tên đàn ông khác vậy chứ. Bạch Sùng càng nghĩ càng thấy bực bội, kéo Diệp Trần lại. Diệp Trần mắc kẹt giữa hai người cũng đâm ra cáu kỉnh, cào cho mỗi người một cào rồi chạy đi. Bị Diệp Trần cào một phát, Bạch Sùng bình tĩnh lại, lúng túng nói, ôi, để anh phải chê cười rồi. Trần Lâm vội vàng xua tay, là tôi không đúng, là tôi không đúng. Vào trong nói chuyện đi. Bạch Sùng dẫn Trần Lâm vào nhà, pha trà mời khách. Trần Lâm nhìn màu nước trà, xúc động hỏi, đây là Phổ Nhĩ Nhĩ. Đúng vậy, Bạch Sùng cười, tự trồng trong căn cứ, không bằng hàng chính tông nhưng cũng tạm được, đâu chỉ là tạm được. Trần Lâm cười, khiêm tốn quá rồi, thời thế này còn có trà để uống, cũng chỉ có chỗ của cậu thôi. Bạch Sùng cúi đầu pha thêm nước vào ấm trà, không nói gì cả. Trần Lâm uống ngụm trà rồi nói rõ mục đích chuyến đi. Thành phố B phái tôi đến với hy vọng có thể hợp tác với cậu. Bạch Sùng gật đầu, đưa tay ra, anh cứ nói đi. Cậu hẳn là biết thành phố B có vệ tinh giám sát vẫn đang hoạt động liên tục. Chúng tôi đã nhận thấy được một vài chuyện. Nói xong, Trần Lâm lấy ra một xấp ảnh. Trong ảnh là một số tòa kiến trúc kỳ lạ, xây dựng giống như một xào huyệt, có zombie bên ngoài, tay khiêng đá tảng. Có vẻ như là đang đi về phía cái xào huyệt khổng lồ kia. Bạch Sùng cầm ảnh, mày nhíu lại, đây là gì? Bọn zombie này đang làm gì? Đây cũng là điều chúng tôi đang thắc mắc. Trần Lâm nghiêm túc nói, chúng tôi phỏng đoán, có lẽ bọn chúng cũng biết lập căn cứ giống chúng ta. Bạch Sùng im lặng, zombie biết thành lập căn cứ, có nghĩa là chúng đã bắt đầu giống con người, có trí tuệ, có ý thức. Hiện giờ, zombie đang tiến hóa ngày một nhanh, số lượng ngày càng đông, con người phải đối chọi với chúng nó hết sức vất vả. Nếu zombie còn có thể tiến hóa tới mức có trí tuệ,
vậy thì hậu quả thật khôn lường. Cậu nhìn đây này, trong một tấm hình, có một gã đàn ông zombie vóc dáng cao to, sau lưng cõng một con nhện tám chân, giống như là một biểu tượng nào đó của quyền uy. Mặt gã đã lở loét thấy cả xương, trên người mặc áo choàng lông thú, hai tay lồng trong tay áo, sắc mặt chỉnh trọng, uy nghiêm. Có hai con zombie đi theo đằng sau, toàn bộ zombie ở xung quanh đều quỳ xuống, giống như trong xã hội loài người. Bạch Sùng rất đổi kinh ngạc, Trần Lâm tự hồ cũng đoán được phản ứng của Bạch Sùng, châm một điếu thuốc, thở dài bảo, con zombie này bị vệ tinh chụp được, cậu chắc cũng nhìn ra rồi, chúng đã tiến hóa tới mức phân hóa giai cấp, cậu cũng biết đấy, một con zombie cấp bậc cao xuất hiện sẽ ảnh hưởng tới những con cấp bậc kém hơn, giống như một người có dị năng cao cấp xuất hiện cũng sẽ thúc đẩy người có dị năng thấp hơn tiến hóa. Hơn nữa, đối với zombie, con có cấp bậc cao thậm chí có thể kiểm soát con có cấp bậc thấp hơn hành sự theo ý nó. Con zombie trong hình, theo chúng tôi phỏng đoán, ít nhất là cấp 8. Cấp 8 là cấp cao nhất trong hệ thống phân cấp dị năng. Cấp 8 có nghĩa rằng, con zombie này chính là zombie chúa. Nhưng đây không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là, Bạch Sùng nhìn tấm hình, hít sâu một hơi. Người trong tấm hình này, là Bạch Nguyên mà anh ta đã đích thân mai táng, gã có còn ý thức không? Không biết, Trần Lâm đáp thẳng, người từng gặp gã đều đã chết, gã từng cho tấn công hai căn cứ lớn, chỉ trong một đêm, tất cả đều bị diệt sạch, bọn chúng tiến công một cách có tổ chức. Trần Lâm lấy máy tính ra, mở video lên, trong video là cảnh Bạch Nguyên tổ chức bầy zombie tấn công một căn cứ. Gã đứng trên cao điểm, gào thét thứ âm thanh đặc trưng của zombie hết tiếng này tới tiếng khác với bộ mặt dữ tợn. Lũ zombie dựa theo tiếng gào của gã tương ứng thay đổi cách tấn công. Bọn chúng đã học được cách đánh lén, ẩn nấp, gài bẫy, thậm chí còn biết dùng máy bắn đá loại đơn giản, thô sơ nhất. Dầu rằng nguyên thủy nhưng cũng đủ để làm người ta phải giật mình. Bạch Sùng im lặng xem hết video. Trần Lâm mất mấy môi, cuối cùng nói, chúng tôi cảm thấy, mục tiêu bị tấn công tiếp theo rất có thể là thành phố B, chúng tôi đã quan sát phương hướng tiến công của chúng, lấy thực lực trước mắt của con zombie chúa này, chúng tôi cho rằng, thành phố B không thể cầm cự được, anh muốn chúng tôi tiếp viện. Bạch Sùng suy tư, ánh mắt Trần Lâm sắc lạnh, không, tôi muốn giết nó, nếu không còn zombie chúa. Quá trình tiến hóa của toàn bộ quần thể zombie sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quần thể zombie trước nay vẫn luôn là con cấp cao hơn khống chế con cấp thấp hơn. Một khi zombie cấp cao chết thì sẽ không khống chế được con cấp thấp nữa. Không thể thúc đẩy chuyện tiến hóa, dựa vào số lượng mà con zombie chú này khống chế. Một khi nó chết, quần thể zombie đối với loài người sẽ chẳng còn gì đáng sợ nữa. Bạch Sùng không nói gì. Trần Lâm trải bản đồ ra, chỉ vào một điểm trên bản đồ, sau khi tấn công, một căn cứ lớn xong nó đã ngừng lại, chưa thấy tiếp tục, tôi cho rằng nó đang chuẩn bị tiếp tục tiến hóa, nếu đây là thật, vậy đây có thể là cơ hội tốt nhất để chúng ta giết nó. Nói xong, Trần Lâm tiếp tục lấy ra một tờ giấy khác, trên đó viết tên của rất nhiều người, Bạch Sùng đọc những cái tên này, đầu cúi xuống. Đây là một danh sách các thống lĩnh, tôi đã thuyết phục được những người mang dị năng đứng đầu các căn cứ khác, tôi hy vọng cậu có thể gia nhập, tất cả những người có dị năng đứng đầu. Bạch Sùng ngước nhìn anh ta, anh đã nghĩ tới chưa, nếu như bọn họ xảy ra chuyện, nhân loại sẽ thế nào? Trần Lâm mím môi, không thành công, cũng thành nhân, nếu như để nó tiến hóa thành công, loài người há còn có ngày lành. Trần Lâm, Bạch Sùng nhíu mày, máu phiêu lưu của anh quá cao, có lẽ nam chính đều là vậy, vì được trời cao chiếu cố, cho nên mọi chuyện đều dám làm hơn so với người thường. Thực ra Bạch Sùng vốn cũng không cố kỵ gì, nhưng lúc này anh ta còn có Diệp Trần. Nữa, người có gia đình, phải nghĩ tới đường lui, anh để tôi suy nghĩ. Bạch Sùng giơ tay lên, để tôi suy nghĩ đã, nhanh lên. Trần Lâm thở dài. 3 ngày nữa chúng tôi sẽ tập hợp tại Trương Gia Giới, 7 giờ đúng xuất phát,
nếu cậu đồng ý thì hãy liên lạc với tôi. Bạch Sùng gật đầu, không nhiều lời thêm. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Diệp Trần nằm úp trên cửa sổ. Cô giơ bàn chân lên nhìn màu sắc của nó dưới ánh mặt trời. Dưới ánh mặt trời, chân của cô gần như trong suốt. Cô có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó. Là chuyện quan trọng gì đây? Cô không nhớ ra nổi. Không có 38 ở đây. Cô chịu khá nhiều ảnh hưởng của bản gốc. Nhất là bản gốc này lại là một con mèo. Ảnh hưởng không chỉ tới tính cách mà còn tới cả chỉ số thông minh nữa. Diệp Trần nhíu mày suy nghĩ. Bỗng trong đầu nghe thấy tinh một tiếng. Tiếp đó là tiếng pháo hoa nổ và tiếng chào mừng. Bạn tốt Chí Tôn vô địch phong độ của ngài. 3838, 438 đã login. Cả đầu Diệp Trần toàn là pháo hoa. Khi vật thể hình tròn màu vàng đội mũ xanh xoay tròn xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần mặt không biểu cảm, không chút do dự, vung tay tấy bay quả cầu đi. Ôi chao, 38 tự quay trở về, lần này đã khôn ra, biết cách Diệp Trần xa ra một chút, nổi giận bảo, cô đối xử với tôi vậy đấy à. Nói xong, 38 lập tức lại phát hiện một sự kiện. Ôi chao, kêu hoàng, anh ta liền câm nín. Diệp Trần mặt không biểu cảm, anh muốn nói gì, muốn nói rất nhiều, nhất thời khó biểu đạt hết được. Sao cô lại biến mình thành một con mèo? 38 dè dặt bước tới, Diệp Trần xòe móng vuốt lên, cào ngay một phát, trúng mặt anh ta. 38 đau đớn gào lên, ôm mặt hét, cô điên hả? Kêu xong, 38 bỗng hiểu ra, khoan đã, cô không làm tẩy trừ à? Tẩy trừ cái gì? Diệp Trần liếm móng vuốt, 38 đau đớn ôm mặt, cái đồ ngốc này, cô không thể cứ thế nhảy vào thân thể người ta đâu, cô phải làm yếu bớt một phần ảnh hưởng của thân thể với cô trước đã. Thôi thôi, để tôi làm cho cô, chờ một chút. 38 mở giao diện, chọn tẩy trừ, đồng thời giật mình, sao lại tiêu hết nhiều điểm tích lũy như vậy được, giờ thế nào mà chỉ còn có 20 điểm tích lũy thôi. Diệp Trần liếm móng vuốt, chẳng động một cọng lông, lạnh nhạt đáp, điểm tích lũy thôi mà, vừa mở miệng liền cảm thấy sai sai, một cảm giác không tên kỳ lạ bỗng trỗi dậy, khoan đã, cô đã làm gì, cô, đã, làm, gì, thế này, phung phí tiền mua quần áo thật ngầu, mua giày, mua mũ, mua máy bay, còn kêu căng nói trước mặt Bạch Sùng, tôi có rất nhiều tiền. Nội tâm Diệp Trần run rẩy, cô điên rồi, nhất định là cô điên rồi, đây là điểm tích lũy cô dùng mạng đổi lấy, thế mà cô lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ không hề áp lực phung phí, hết sạch, trả hàng, Diệp Trần lắp bắp nói, bắt lấy người 38, ra sức lắc anh ta, run run nói, trả hàng lại đi, đó không phải là tôi tiêu, tôi bị quỷ ám. Trả điểm tích lũy lại cho tôi. 38 vô cùng áp lực. Anh ta hít sâu một hơi. Run run nói. Để tôi bình tĩnh một chút. Nói xong. Anh ta đẩy Diệp Trần ra. Chui vào góc xó ngồi xổm. Châm một điếu thuốc. Áp lực quá lớn. Anh ta móc điện thoại ra. Lên diễn đàn. Thấy có người đặt câu hỏi. Trải nghiệm trong một đêm liền trở lại ngày trước giải phóng có cảm giác thế nào. Diệp Trần ngồi xổm cạnh 38. Nhìn thấy bài đăng trên điện thoại, lạnh lạnh đáp, còn chẳng bằng chưa từng được giải phóng, từng giải phóng, chứng tỏ đã từng nỗ lực chưa chắc sẽ có kết quả nhưng từ bỏ nhất định là rất thảnh thơi. Diệp Trần của giờ phút này cảm thấy, đây đúng là những lời chí lý nhất. 38 không nói gì, gõ lại lời Diệp Trần vừa đáp vào khung trả lời xong, thuốc cũng đã hút xong, 38 định hút thêm một cây nữa. Nhưng nghĩ rồi lại thấy tiếc tiền, bỏ lại vào trong túi, nói một chút xem nào, nội tâm anh ra cực kỳ tang thương, lúc không có tôi trong đời, rốt cuộc cô đã làm gì, Diệp Trần không dám nói tiếng nào, cuối cùng cô cũng nhớ ra mình đã quên điều gì, nhiệm vụ của cô không chỉ là ngăn cản nhân vật phản diện hắc hóa mà còn phải là với tiền đề đảm bảo trọng tâm của thế giới ổn định, ngăn cản nhân vật phản diện hắc hóa. Thế giới này là thế giới sản văn, trọng tâm của nó là Trần Lâm thăng tiến trở thành người mạnh nhất thế giới. Tuy đúng là nhân vật phản diện không hắc hóa nhưng anh ta lại thay thế Trần Lâm,
trở thành người mạnh nhất thế giới mất rồi. Trong tình cảnh không có điểm tích lũy lại còn khiến trọng tâm thế giới rơi vào trạng thái bất ổn. Cô không đáng bị biến mất thì còn ai đáng nữa. 38 nghe Diệp Trần ấp úng kể lại đại khái mọi chuyện. Anh ta lặng thinh, nhìn chân Diệp Trần, nhẹ nhàng nói, đừng tới gần nhân vật phản diện, cứ ở bên cạnh Trần Lâm đi. Diệp Trần buồn thiêu lắc lắc cái đuôi của mình. 38 cau có nhìn cô một cái, đừng giúp Bạch Sùng, tìm một cái cớ thích hợp khiến anh ta nâng đỡ Trần Lâm lên đi. Chuyện này, Diệp Trần nhất thời mềm lòng, chuyện này không được hay, Diệp Trần. 38 hít sâu một hơi, cô chỉ còn có 20 điểm tích lũy thôi, cô có biết không, cô không chỉ đang hại chết cô mà còn hại chết cả tôi nữa, cô có biết không có năng lượng thì hậu quả dành cho tôi là gì không? Lần đầu tiên trong mắt 38 ánh lên vẻ bi thương, tôi sẽ bị xử lý loại bỏ như một đống rác, trôi giạt trong vũ trụ, nhanh chóng bị hư hỏng rồi hoàn toàn chết mấy. Theo cách nói của loài người các cô, chính là chết, cô biết rồi đấy, nhân vật phản diện còn có luân hồi, nhưng tôi thì không có, giọng 38 nghẹn ngào, tôi biết cô thích anh ta nhưng cô không thể cứ vậy đẩy tôi vào chỗ chết chứ, tôi đối xử với cô cũng không tồi mà, phải không? Lời này khiến Diệp Trần rất buồn, cô mấp máy môi, cuối cùng nói, xin lỗi, nói xong, cô đưa tay lên khoác vai 38. Vỗ vỗ mấy cái, anh yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng. Cuối cùng 38 cũng đổi trở về cái biểu cảm mỉm cười của anh ta, gật đầu thật mạnh. Chúng ta cùng cố gắng, tích lũy đủ điểm, đổi lấy tự do, là có thể vĩnh viễn ở bên người trong lòng. Mình, River Mi Phi, Diệp Trần đập tay với 38, Diệp Trần bỗng nhớ ra hỏi, à phải rồi, bạn xem mắt của anh thế nào? 38 cứng đờ. Gượng gạo nặng ra một câu, đừng hỏi nữa, sao, là cái hệ thống mà tôi sợ nhất, tôi thực sự sợ cô ấy chết đi được, trước đây cô ấy là bạn ngồi cùng bàn với tôi, học giỏi bẩm sinh, cô không biết cô ấy đáng sợ thế nào đâu, 38 bla 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 nói rất lâu, cực kỳ hiểu rõ đối phương, Diệp Trần càng nghe càng thấy lạ, không phải là anh thích cô ấy đấy chứ, nói bậy, 38 nổi cáu, sao tôi lại thích cô ấy được, cô ấy ghê gớm lắm, Diệp Trần không nhịn nổi cười, anh không thích mà anh biết nhiều chuyện về cô ấy như vậy hả, thì, 38 nói có đôi chút ngượng ngùng, thì biết thôi, dù sao cũng là bạn học bao năm trời, trong lúc 38 và Diệp Trần nói chuyện với nhau, Bạch Sùng tới gần, anh ta xoa đầu Diệp Trần, nhẹ nhàng bảo, là tôi không tốt, để tối tôi làm thịt nướng cho em nhé. Diệp Trần ngượng ngùng, hồi tưởng lại những tháng ngày làm mèo, quả thực là ngông cuồng, ngạo mạn. Cô lắc lắc đuôi, ở trạng thái thân mèo tương đối tiết kiệm năng lượng, cũng thấy thoải mái hơn. Cô lý nhí đáp, không cần đâu. Bạch Sùng nhíu mày, cảm thấy Diệp Trần sao lại ngoan như thế được. Diệp Trần cọ cọ lòng bàn tay anh ta, nói nhỏ, tôi không ăn, đã ba cao rồi còn ăn quái gì nữa. Bót mèo đã khai trí rồi, trong lòng Bạch Sùng cảm động muốn rớt nước mắt, thăm dò hỏi thử, hay là, đi tắm nhé, Diệp Trần lập tức gật đầu, Bạch Sùng sợ tới mức giật lùi lại, nói mau, ngươi là yêu nghiệt phương nào, Diệp Trần, cuối cùng Diệp Trần cực chẳng đã phải nhảy lên cho anh ta một cào, mệt mỏi nói, mẹ nhà anh, nói xong, liền nhảy khỏi cửa sổ, uể oải bỏ đi, Bạch Sùng vội đuổi theo. Sao bỗng dưng lại buồn vậy, muốn tắm rửa thật à, Bạch Sùng, Diệp Trần giơ chân lên nhìn, sau khi 38 về, bàn chân lập tức khôi phục trạng thái bình thường, không còn bị trong suốt nữa, Diệp Trần nhìn bàn chân múc mít toàn thịt của mình, anh nói xem có phải tôi béo lắm không, phải, Bạch Sùng đáp theo bản năng rồi vội sửa lời, nhưng rất đáng yêu, tôi siêu thích. Mấy lời nói vớt của Bạch Sùng khiến trong lòng Diệp Trần thấy khá hơn một chút. Cô rầu rầu nhìn bàn chân mình. Tôi muốn làm một con mèo xinh đẹp. Tuy không biết Diệp Trần bị cái gì kích thích nhưng có được giác ngộ thế này, Bạch Sùng thấy rất tốt. Diệp Trần không muốn Bạch Sùng tắm cho mình, tự biến thành người rồi đi tắm. Sau đó đi ra, Bạch Sùng làm một bàn đồ ăn, đều là đồ chay.
Diệp Trần ngồi im lặng ăn cơm, vẫn là dáng vẻ thường ngày. Bạch Sùng yên lòng, gấp đồ ăn cho cô, nào, ăn nhiều một chút. Diệp Trần gật gật đầu, ăn xong, cô nhìn Bạch Sùng thu dọn bát đũa, đứng nghiêng người dựa ở cửa, nhìn anh ta rửa bát, nhìn rồi lại nhìn, cô bỗng đi về phía đó, vòng tay ôm lấy anh ta, Bạch Sùng cứng đờ, Diệp Trần vùi mặt vào lưng anh ta, bọn họ làm bạn nhiều năm như vậy, ngoại trừ lần bị zombie vây thành kia, Bạch Sùng kỳ, thực chưa từng nói thích cô, Diệp Trần nhất thời không dám chắc, Bạch Sùng rốt cuộc có tình cảm gì với mình, nếu là yêu, vì sao không có dục vọng, nếu không phải là yêu, vì sao, vào lúc khẩn yếu đó lại che chở cô như vậy, Bạch Sùng, cô gọi khẽ, anh có thích tôi không, Bạch Sùng hơi hơi sửng sốt rồi nở nụ cười, tất nhiên là thích rồi, là loại thích nào, thì là loại thích mà, Bạch Sùng cúi đầu, che đi sự dịu dàng trong đáy mắt, muốn ở bên em cả đời. Diệp Trần không nói tiếp, cô hôn lên tấm lưng của anh ta, em hôn tôi làm gì, chúng ta ước định một chuyện nhé được không? Diệp Trần tựa đầu vào người anh ta, nếu quả có luân hồi chuyển thế, sau này, bất kể là khi nào, nếu em hôn anh như vậy, anh nhất định phải nhớ ra em nhé, em tên là Diệp Trần, anh thích em. Bạch Sùng đang rửa tay, nghe giữa tiếng nước chảy, có giọng nói yếu mềm của người đó. Em cũng thích anh, Bạch Sùng im lặng, rửa sạch tay, xoay người lại, cúi đầu nhìn cô, Diệp Trần, dạ, tôi hôn, em được không, hỏi là được không nhưng Diệp Trần vừa ngẩng đầu lên, anh ta liền cúi đầu ngay xuống, một tay anh ta chống vào bồn rửa, hơi nghiêng người, cong chân, đủ để chạm vào Diệp Trần, trong nháy mắt anh ta chạm vào Diệp Trần liền đảo khách thành chủ. Kiển mũi chân lên hôn lại, hai người ôm nhau hôn, tai và đuôi Diệp Trần không nhịn được thò ra, đôi tai vẫy vẫy, đuôi mềm cọ vào cẳng chân trần của Bạch Sùng buộc miệng rên một tiếng, Diệp Trần lùi lại một bước, khàn giọng gọi, lên giường đi, Bạch Sùng mở to mắt, dường như là không ngờ Diệp Trần sẽ nói như vậy, nhưng cũng chính trong nháy mắt ấy, trong đầu Bạch Sùng bỗng vang lên một tiếng hét chói tai. Các người đang làm gì thế ế ế ế, Bạch Sùng bị hét thoáng cả đầu, anh ta biết, cha, 666 đã trở về rồi, chương 124, luôn là mèo của cậu 19 dục vọng dừng lại đúng lúc, Bạch Sùng cứng đờ bất động, Diệp Trần ngơ ngác ngẩng đầu, sao thế, tự dưng tôi thấy hơi trống mặt, Bạch Sùng cười yếu ớt, Diệp Trần sốt ruột, vậy mau đi nghỉ đi, tôi đi gọi Dương Thu. Không cần, Bạch Sùng giữ chặt Diệp Trần lại, vội bảo, tôi nằm một lát xem sao, không ổn thì sẽ gọi bác sĩ, có lẽ do dạo này ăn chay với em nhiều nên bị tụt huyết áp. Diệp Trần thấy hơi áy náy, vì để giảm ba cao cho Diệp Trần, Bạch Sùng làm rất nhiều đồ chay, Diệp Trần lại không chịu ăn nên Bạch Sùng đành phải ăn hết, hiện giờ tuy Diệp Trần không đến nỗi béo phì nhưng cũng là dạng đầy đặn, mượt mà. Mặt mày hồng hào, còn Bạch Sùng thì lại gầy như cọng rá đổ trong đĩa thức ăn vậy, hơi yếu đi một chút, có cảm tưởng như dân tị nạn bị đói lâu ngày, Diệp Trần kéo Bạch Sùng về giường, đắp chăn cho anh ta rồi nằm bên cạnh, khẽ bảo, ngủ đi, chờ căn phòng tĩnh lặng, cuối cùng Bạch Sùng cũng có cơ hội để nói chuyện với 666, 666 trông có vẻ hơi uể oải. Bạch Sùng tình cảm hỏi, 666, sao thế, đối tượng xem mắt không tốt à, hu hu, vừa hỏi đến, 666 liền òa khóc, hắn là tên khốn khiếp, đồ tồi, đừng khóc đừng khóc, Bạch Sùng lập tức nổi giận, cô nói đi, là tên AI nào bắt nạt cô, tôi phải đi tìm tổng bộ của các cô, tôi phải khiếu nại anh ta, nghe vậy, 666 liền ngừng khóc. Nấc lên nói, hay là thôi, anh ta vốn đã ngốc rồi, nếu còn bị khiếu nại nữa, sẽ bị hủy diệt nhân đạo, Bạch Sùng, anh ta bỗng thấy hơi quan tâm, 666 với anh ta mà nói, có phần giống như cô con gái rượu trong nhà, con gái rượu bỗng muốn tìm bạn trai, xem ra có vẻ chẳng mấy đáng tin, Bạch Sùng vỗ vai 666,
tìm AI tốt ấy, đừng tìm đứa ngu quá. 666 cúi đầu, một tiếng, tôi biết rồi. Nói xong, cô nàng cứ thế cau mày nhìn chiếc khăn nhỏ của mình không nói một lời. Bạch Sùng thấy lạ, khăn nhỏ của cô ở đâu ra vậy? 666 thẹn thùng, anh ta cho. Bạch Sùng nhướng mày, cảm giác có chuyện rồi đây. 666 giấu khăn nhỏ ra đằng sau, cúi đầu giải thích, chẳng qua là tôi bị ngã sấp, anh ta lấy khăn che miệng vết thương cho tôi thôi, không có gì đâu. Bạch Sùng gật gật đầu, tỏ vẻ như tin lời cô nàng thật. Ngẫm nghĩ chốc lát, Bạch Sùng hỏi, 666 à, trước đây cô có biết anh ta hả? Có biết. 666 nói khẽ, trước đây là bạn cùng bàn, anh ta cực kỳ rốt, tới tận giờ vẫn thi không qua. Thế cô thích anh ta à? Còn lâu tôi mới thích anh ta. 666 ngẩng phắt đầu lên, sốt sắng nói, anh ta ngốc như thế, ai thèm thích. Bạch Sùng bật cười, thế giới tình cảm của AI thật là đơn thuần. Anh ta nâng nâng cái mũ quả dưa của 666, tình cảm bảo, 666 của chúng ta là AI đáng yêu nhất, ai ai cũng thích. 666 ngơ ngác nhìn Bạch Sùng. Bạch Sùng bảo, nếu thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi, nhất định sẽ thành công. Tôi bảo là tôi không thích rồi mà. 666 rốt sáng nói, vừa xấu hổ vừa tức. Bạch Sùng không nói gì, chỉ gật đầu. Một lát sau, 666 bình tĩnh lại, mím môi, thôi, để lần sau làm xong nhiệm vụ, tôi đi trả khăn cho anh ta. Bạch Sùng không nói gì, trong lòng anh ta nghĩ, hy vọng tên AI kia đừng đần quá, ít nhất cũng phải xứng đôi với 666 mới được. 666 hồi thần, bắt đầu kiểm tra các chỉ số của Bạch Sùng. Thấy khá bất ngờ, chỉ số tăng nhanh thế, chỉ số người đẹp lại còn đầy trước rồi. Ồ, 666 thấy lạ, sao tự dưng chỉ số người đẹp lại giảm, giờ chỉ còn 98 thôi, danh vọng 95, tiền tài 100, địa vị 90. 666 đọc lên, vỗ tay cổ vũ, chủ nhân đúng là siêu giỏi. Ừ, Bạch Sùng gật gật đầu, không biết tại sao, trong lòng thấy hơi bất an. Cải thiện các chỉ số dễ dàng quá mức làm người ta đâm ra lo lắng. Hơn nữa, ở thế giới này, Diệp Trần cũng là một người làm nhiệm vụ. Không biết nhiệm vụ của cô ấy là gì, dường như mãi vẫn không thấy có biểu hiện gì đặc biệt. Vẫn luôn trợ giúp anh ta. Chẳng lẽ nhiệm vụ của cô ấy chính là giúp đỡ anh ta? Bạch Sùng không biết, anh ta nằm suy nghĩ. Nửa đêm mở mắt ra, vòng tay ôm con mèo nằm bên mình vào lòng. Diệp Trần ngủ say, để tiết kiệm năng lượng sẽ tự động biến thành mèo. Trước đây cảm thấy thế rất tốt, giờ bỗng nhiên lại thấy, em, chẳng làm được chuyện xấu gì. Thở dài, Bạch Sùng không nói gì, cúi đầu hôn đầu mèo. Diệp Trần ngáy ngủ meo một tiếng, đáng yêu hết sức. Sáng hôm sau thức dậy, Bạch Sùng đã suy nghĩ kỹ, zombie chúa nhất định phải bị diệt, nhưng trước khi đi giết gã, anh ta phải cải thiện các chỉ số đã. Anh ta liên lạc với Trần Lâm, chuyện ở thành phố B, anh có thể làm chủ được không? Trần Lâm không nói gì. Trên thực tế, anh ta là người chân chính nắm thành phố B trong tay. Tôi có thể tham gia kế hoạch tiêu diệt zombie chú với các anh, nhưng tôi có một điều kiện. Trần Lâm có dự cảm về điều kiện của Bạch Sùng. Bạch Sùng xoay xoay bật lửa đang cầm rồi bảo, tôi muốn sáp nhập căn cứ thành phố B và căn cứ Z. Mấy năm nay, các căn cứ lớn không ngừng mở rộng, các căn cứ nhỏ, 10 cái thì còn không nổi một cái. Thành phố Z và thành phố B đều đã phát triển rất lớn. Nếu muốn, hoàn toàn có thể dùng đường cao tốc, nối liền sáp nhập hai căn cứ. Trần Lâm không nói gì. Một hồi lâu sau, cuối cùng anh ta đáp, tiêu diệt zombie chú không phải là chuyện của một mình tôi. Tôi có thể đảm bảo khâu hậu cần cho mọi người. Bạch Sùng quả quyết nói, Trần Lâm, anh làm chuyến này, thực ra là canh bạc của một mình anh. Anh đã nghĩ tới thất bại chưa?
đã nghĩ tới chuyện nếu zombie chúa là một cái bẫy thì chẳng hóa là anh đang dâng lực lượng tinh nhuệ của cả loài người làm đồ ăn cho đối phương hay sao? Thậm chí, nếu zombie chúa thông minh hơn một chút, biết dương đông kích tây, anh làm như vậy, toàn bộ các căn cứ sẽ lâm vào cảnh hiểm nghèo. Giờ thời đại thế này, một căn cứ không có người dị năng lãnh đạo nghĩa là gì? Tự anh không rõ sao? Tôi đã nghĩ rồi. Bạch Sùng xoay xoay bật lửa, bình tĩnh nói, nếu xét về lý trí, tôi không thể đi được. Nếu anh thất bại, tôi còn có thể làm một cú hạ cánh nhẹ nhàng cho mọi người. Nếu lấy lợi ích ra trao đổi thì còn có thể. Trần Lâm không nói gì. Bạch Sùng cười, Trần Lâm, chính anh cũng có duy tính nhỏ nhặt của mình còn gì. Anh đứng ra tổ chức kế hoạch tiêu diệt lần này. Nếu thành công, về cơ bản, tất cả các căn cứ nhỏ đều sẽ chọn dựa vào anh. Nếu quả thực, anh chẳng qua chỉ một lòng vì mọi người, vậy thì đề nghị của tôi, có lý gì anh phải cự tuyệt đây? Anh đã chứng kiến quy hoạch và sự phát triển của thành phố Z rồi đấy. Ắt phải tin vào năng lực lãnh đạo căn cứ của tôi mới phải. Tôi cam đoan thành phố dưới quyền tôi sẽ tốt hơn rất nhiều so với dưới quyền anh. Trần Lâm hít một hơi thật sâu, Bạch Sùng, dạ tâm của cậu quá lớn, người sống ở đời, có ai là không muốn làm anh hùng đây? Bạch Sùng dựa vào khung cửa sổ, rõi mắt nhìn Diệp Trần đang đuổi bắt bươm bướm dưới mái hiên, cầm con dao găm để ở bên lên, xoay xoay trong tay. Trần Lâm, anh nghĩ kỹ đi, được, tôi cho cậu câu trả lời đây. Giọng Trần Lâm lạnh lùng, không có cậu, tôi vẫn giết được zombie chú như thường, chờ tin tốt của anh. Bạch Sùng mỉm cười, chúc anh thuận lợi, cúp điện thoại. Bạch Sùng nhảy qua khung cửa, bắt con bươm bướm đưa cho Diệp Trần. Này, Bạch Sùng dùng sức mạnh tinh thần khống chế con bướm bướm để nó đậu trong lòng bàn tay. Diệp Trần cúi xuống nhìn con bướm trong lòng bàn tay Bạch Sùng, nghe thấy anh ta bảo, cho em, Trần Lâm đi trương ra giới à. Thính lực của Diệp Trần rất tốt, Bạch Sùng cũng không định lừa cô, gật gật đầu. Người này rất có máu phiêu lưu, tôi không muốn làm sằng làm bậy theo anh ta. Diệp Trần lắc lắc đuôi, ngẩng đầu nhìn Bạch Sùng. Bạch Sùng, dưới ánh mặt trời, ánh mắt cô ấm áp, dịu dàng và kiên định. Hãy cứ làm chính mình, bất kể xảy ra chuyện gì, phải nhớ, em mãi mãi yêu anh. Bạch Sùng cười, mắt môi dịu dàng, anh biết. Buổi chiều, Bạch Sùng rời căn cứ, dẫn một nhóm người đi tiêu diệt ổ zombie mới xuất hiện ở bên ngoài. Thông thường, Diệp Trần sẽ luôn đi cùng anh ta, nhưng lần này thì không. Cô bảo mình hơi mệt, không muốn đi lại. Bạch Sùng để sẵn đồ ăn cho cô rồi một mình ra khỏi cửa. Chờ Bạch Sùng đi rồi, Diệp Trần duỗi bàn chân nửa trong suốt giấu dưới người ra nhìn nhìn rồi thở dài. Không thể làm gì khác hơn ngoài nhảy khỏi khung cửa sổ, chạy như điên tới trương ra. Giới, một ngày một đêm sau Bạch Sùng mới trở về. Lúc về tới nhà, trong phòng không có một ai. Diệp Trần, Bạch Sùng thấy lạ, tìm quanh một vòng, dùng sức mạnh tinh thần tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy chỗ không ổn, chạy sọc ra lối đi. Diệp Trần, chương 125, luôn là mèo của cậu 20. Diệp Trần chạy điên cuồng tới điểm tập hợp của nhóm Trần Lâm, mở bản đồ theo dõi hướng di chuyển của Trần Lâm rồi chạy qua đó. Nhóm của Trần Lâm đã vào núi trước khi Diệp Trần tới. Sau khi vào núi, người có dị năng tàng hình che cho bọn họ. Người có dị năng hệ chó bắt đầu tìm kiếm mùi của zombie chúa. Trong lúc Diệp Trần đang đuổi theo họ, thiết bị liên lạc mang theo người bỗng đổ chuông. Cô nhận cuộc gọi, đeo tai nghe lên tai. Bạch Sùng sốt ruột gắt gỏng, Diệp Trần, em đâu rồi? Em đi đâu vậy? Em không nói tiếng nào đã chạy đi như vậy, không nghĩ tới chuyện sẽ làm tôi lo lắng hay sao? Có nghĩ mà, ánh mắt Diệp Trần dịu dàng, vậy nên anh vừa gọi cho tôi liền nghe máy ngay. Bạch Sùng, được lời này trấn an, giọng trở nên lý trí hơn, quay trở lại đề tài chính, em đi đâu rồi, đang làm gì vậy? Tôi đi giúp Trần Lâm, em điên à? Bạch Sùng giật mình thốt lên, không phải tôi nói là mặc kệ rồi sao, vậy nên anh không cần phải xen vào. Diệp Trần bình tĩnh nói, Bạch Sùng, anh có tính toán thế nào, hoạch định ra sao,
cứ việc làm theo những gì anh nghĩ, không cần phải vì tôi mà thay đổi bất kỳ chuyện gì. Tôi biết là rất khó, Bạch Sùng, vậy nên trước đây tôi đã nghĩ, phải chăng không nên nói cho anh biết tôi đang làm gì, vì nói cho anh nhất định sẽ muốn thay đổi vì tôi, đó không phải là điều tôi hy vọng. Lúc anh ta là Lâm Giảng Tây, cô bỏ công cả đời để biến anh ta thành tiểu đệ của Sở Thiên, sau đó anh ta thành Lục Lương, cuộc đời khi anh ta là Lục Lương, anh ta liều mạng phản kháng, liều mạng giãy giụa, khiến cô bỗng nhận thức được, dựa vào đâu chứ, cô dựa vào đâu mà tự cho là đúng, bắt anh ta từ bỏ mục tiêu của bản thân, từ bỏ cuộc đời của chính anh ta, vì hồi tưởng và cảm thông cô mà đi một con đường anh ta không muốn, cúi đầu phục tùng người khác. Sau này, cô vẫn luôn muốn lừa gạt anh ta, cho đến khi cô trở thành Tống Uyển Thanh, Lục Minh lừa cô để đi chịu chết một mình, cô mới hiểu, cảm giác bị người giấu giếm, lừa gạt hóa ra là như vậy. Từ khi họ gặp nhau, yêu nhau, họ đương nhiên đã trở thành một phần cuộc đời của đối phương. Cô lựa chọn thế nào không nên do anh ta chọn giúp. Vậy nên cô mới thoải mái nói với Bạch Sùng. Bạch Sùng, tôi có mục tiêu của mình. Vì mục tiêu này, tôi phải đi trợ giúp Trần Lâm. Anh chờ tôi quay về. Nói xong, Diệp Trần dứt khoát cúp máy, nhảy vào trong rừng. Trong rừng không có tín hiệu. Bạch Sùng gọi lại cho cô nhưng chỉ có tiếng máy bận. Bạch Sùng thấy hơi sốt ruột. Anh ta hiểu rõ lời Diệp Trần nói. Anh ta biết cô cũng là một người làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này nhất định có liên quan với việc cô bỏ đi. Rất có khả năng nhiệm vụ của cô là trợ giúp Trần Lâm hoặc là giết zombie chúa. Bạch Sùng nhận định vế sau có khả năng cao hơn. Vì nếu là trợ giúp Trần Lâm, Diệp Trần đã chẳng ở bên anh ta lâu như vậy. Bạch Sùng gọi điện thoại một lúc không được liền sốt ruột đi ra ngoài gọi Nghiêm Uy. Trạm trưởng, có việc báo cáo, Dương Thu đi rồi. Dương Thu, Bạch Sùng ngẩn người, Nghiêm Uy cau mày, cậu ta nói là đi tìm Trần Lâm để giết zombie chúa, chỉ để lại một phong thư. Bạch Sùng cầm thư đọc lướt qua, nội dung đại khái là những lời cảm kích và vài lời dặn dò như di ngôn, có thể thấy. Dương Thu đi với quyết tâm sẵn sàng chịu chết, Bạch Sùng thật muốn chửi thề, quay về đi tìm vũ khí. Trạm trưởng, cậu định làm gì? Nghiêm Uy tròn mắt, Bạch Sùng vừa trang bị vũ khí vừa đáp, tôi đi tìm họ, anh bảo vệ căn cứ cẩn thận, lần diệt zombie chú này, lực lượng tinh nhuệ của các căn cứ khác đều đi cả, tôi e rằng đây là kế điệu hổ ly sơn, không đến mức ấy chứ. Nghiêm Uy đưa súng lục cho Bạch Sùng, giờ zombie đã thông minh tới vậy rồi sao, anh cho rằng vì sao zombie, chú lại là zombie chúa, Bạch Sùng giải thích, chính là vì chẳng những gã có được trí tuệ sánh ngang con người mà còn có thân thể mạnh gấp vạn lần thân thể loài người, kế điệu hổ ly sơn đã có từ ngàn đời, anh cho rằng zombie lại không thể nghĩ ra sao, nói xong, Bạch Sùng cũng đã chuẩn bị xong các thứ. Định đi ngay, vỗ vai Nghiêm Uy, giao căn cứ lại cho anh, cậu yên tâm, Nghiêm Uy chào theo quân lễ, Bạch Sùng đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì bị một cậu lính cản đường, cậu lính kia vừa chạy tới liền thở hổn hển báo cáo, không ổn rồi, trạm trưởng, có cầu viện khẩn cấp, cầu viện, Bạch Sùng nhíu mày, cậu lính nôn nóng nói, thành phố B bị bao vây tấn công, có rất đông zombie. Còn chưa nói dứt lời, một cậu lính khác lại chạy vội vào nói ngay, trạm trưởng, căn cứ hát bị bao vây rồi, Nghiêm Uy hết sức ngạc nhiên, Bạch Sùng cầm đao, mặt lạnh lùng, còn đi cứu Diệp Trần nữa không, giây phút này, anh ta phải lựa chọn, đi tìm Diệp Trần không biết có thành công hay không, hoặc, đi cứu mấy vạn dân chúng, anh ta do dự, 666 nhỏ tiếng nhắc nhở, chủ nhân, những người này là do anh vất vả lắm mới cứu được. Bạch Sùng cầm đao, nhắm mắt lại. Chương 126, luôn là mèo của cậu 21 chia đội dị năng mỗi doanh trại thành 11 đội. Nhóm tinh anh nhất mang người tới thành phố B. Phần còn lại, chờ nửa ngày sau, lần lượt tới các căn cứ khác. Bạch Sùng nhanh chóng ra lệnh, sắc mặt mọi người thay đổi hẳn. Nghiêm Uy giữ người Bạch Sùng lại. Trạm trưởng,
người có dị năng phái đi hết thì căn cứ của chúng ta, có tôi rồi. Bạch Sùng quay đầu nhìn Nghiêm Uy, bình tĩnh nói, anh chờ một chút, bảo bọn họ mang hết thuốc đi. Thuốc mà Bạch Sùng nhắc tới tất nhiên là thuốc có máu của anh ta dùng để biến người thành người có dị năng. Nghĩ tới số thuốc này, trong lòng Nghiêm Uy cũng thấy thoáng yên lòng hơn. Công thức điều chế thuốc chỉ mình Bạch Sùng có, anh ta luôn khống chế sản lượng thuốc một cách nghiêm ngặt. Không ai biết anh ta có bao nhiêu nhưng chỉ cần có Bạch Sùng ở đây, mọi người liền có cảm giác thuốc này nhất định là có rất nhiều, cụ thể là bao nhiêu, không biết. Bạch Sùng trở về phòng, lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn ra, sau này anh ta đã nghiên cứu rồi, máu của anh ta cũng có hạn sử dụng, mau mới thì trong vòng 10 phút có thể chuyển hóa người thường thành người có dị năng, thời gian máu rời khỏi cơ thể càng dài thì thời gian cần để chuyển hóa càng lâu, máu để lâu hơn 5 ngày thì không còn công hiệu nữa, bởi vậy, hầu như cứ cách 5 ngày anh ta lại chuẩn bị một lô thuốc mới. Luôn luôn có hàng dự phòng, trong phòng hiện giờ có khoảng 200 viên thuốc có máu, đủ để chuyển hóa cho 300 người, Bạch Sùng để lại ở căn cứ 100 viên, còn lại đưa hết cho mọi người. Sau khi đám người có dị năng rời khỏi phòng, trời đã tối, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, Bạch Sùng nằm trên giường, lại thử gọi cho Diệp Trần, không có tín hiệu. Từ khi mạt thế bắt đầu, phần lớn các khu vực đều không có sóng. Chắc là Diệp Trần đang ở một nơi như vậy, anh ta nằm trên giường nhớ Diệp Trần, bỗng nhiên không dám nghĩ xem Diệp Trần sẽ nghĩ thế nào về chuyện này, anh ta không đi cứu cô, liệu cô có trách không, nhưng mà cũng đâu giống, người của thế giới này là thuộc về riêng thế giới này, chết là chết, còn Diệp Trần và anh ta là người làm nhiệm vụ, nơi này chỉ giống như một trò chơi, đánh xong, chết, qua màn tiếp theo. Ký chủ, anh đang nghĩ gì vậy? Giọng 666 vang lên, Bạch Sùng lật người, chậm chậm hỏi, cô thấy nhiệm vụ của Diệp Trần là gì? Không biết, 666 suy nghĩ, là đánh bại zombie chú Trăng, nhưng mà cũng thật lạ. 666 thở dài, rõ ràng lúc trước chỉ số người đẹp của anh đã đầy 100, sao giờ lại giảm xuống nhỉ? Lại còn có xu hướng tiếp tục giảm nữa. Tôi rất tò mò cách tính chỉ số người đẹp của các cô ấy thích tôi, thế nào được tính là thích, thích chính là, đặt anh ở một vị trí cực kỳ quan trọng, ý là, vị trí quan trọng nhất, thậm chí sẵn sàng chết vì anh. Tôi suy luận rằng, 666 nghiêm túc lấy ví dụ, nếu đối tượng mục tiêu người đẹp anh muốn thực hiện là Diệp Trần, vậy điểm mấu chốt cần xem xét chính là, Diệp Trần có bằng lòng từ bỏ nhiệm vụ vì anh hay không? Cô ấy bằng lòng từ bỏ nhiệm vụ của mình. Bạch Sùng nhíu mày. Chính là bằng lòng chết vì tôi. Anh cho là thế nào? 666 thở dài. Ký chủ à, người làm nhiệm vụ đều giống nhau. Chúng ta đều sống bằng cách tích trữ năng lượng. Giống như ký chủ vậy. Nếu thỉnh thoảng anh làm nhiệm vụ thất bại một lần thì không sao. Nếu anh liên tục thất bại hoặc là tiêu tốn quá nhiều năng lượng, vậy thì anh và tôi đều sẽ phải biến mất khỏi thế giới này. Nghĩ tới đây, Bạch Sùng lập tức hoảng hốt. Không ổn rồi, điểm tích lũy là năng lượng đúng không? Đúng vậy, 666 thấy lạ. Anh kích động thế làm gì? Lúc tôi không có ở đây, không phải anh đã tiêu bừa điểm tích lũy đấy chứ? Điểm tích lũy dự trữ của chúng ta vẫn đang rất tốt. Không phải thế, Bạch Sùng muốn sụp đổ tới nơi, là Diệp Trần. Thế giới này Diệp Trần đã mua rất nhiều đồ, chỉ riêng giày đã có, tới 11 đôi. Tôi xem thử rồi, đều không rẻ, anh yên tâm đi. 666 vô tư đáp, hệ thống của cô ấy tự sẽ biết giám sát cô ấy. Chắc chắn là điểm tích lũy của cô ấy rất cao. Chứ không làm sao lại có hệ thống nào ngốc nghếch để ký chủ tiêu pha bừa bãi thế được. Cho dù hệ thống bị ngốc, chủ nhân cũng đâu có ngốc chứ. Sao dám tiêu bừa, dù sao, thứ họ tiêu đâu phải là tiền, là mạng mà. Bạch Sùng gật đầu, cảm thấy 666 nói rất có lý. Cũng trong lúc này, tổ hợp ngu ngốc đang đi trong rừng rậm. Diệp Trần cầm la bàn, nhìn Kim Chỉ Nam. Ngẩng đầu nhìn trăng trên trời cao.
La bàn này của anh có ổn không đấy? Bản đồ tới lúc nào thì mới dùng được? 38 ngậm một que gỗ trong miệng, nóng ruột đáp, đừng hỏi nữa, chờ hồ sơ tín dụng của tôi được phê duyệt đã rồi cả nói, tiền phí thường niên của bản đồ đến hạn rồi, giờ không có tiền ra hạn thêm, cái la bàn này miễn phí đấy, cô dùng tạm đi đã. Diệp Trần suy sụp nhìn kim la bàn đảo lung tung, trong đầu toàn là khói hun do que gỗ cháy, bực tức, nói, anh có thể đừng hút nữa được không? Cái que gỗ kia thì anh hút ra được cái gì? Chính anh không thấy thư thái còn hại cả đầu tôi mù mịt khói. Tôi nói cho anh biết, đến cả la bàn tôi cũng không nhìn được rồi đây này. Bốc mùi lắm. 38 nói trắng ra, với cái trình độ văn hóa của cô biết xem la bàn hả? Cô nghĩ là vì sao tôi phải hút cái que gỗ này? Không phải là vì cô tiêu bừa hết điểm tích lũy thì sao tôi lại lưu lạc tới bước đường này? Lời này thật là làm tổn thương người khác. Diệp Trần co người lại, 38 thì bốc hỏa lên. Tôi không nói những chuyện khác, nói đám giày kia của cô thôi. Mẹ kiếp, mấy đôi giống nhau như đúc chỉ khác mỗi cái màu. Vậy mà cô mua liền cho ba đôi. Giờ mỗi ngày cô đổi một đôi để đi. Đã thấy thích chưa? Cũng khá thích. Cút, 38 gõ gõ đầu gậy, bực mình gào lên. Mau đi tìm Trần Lâm cho tôi. Tìm được Trần Lâm thì mau cải thiện chút thiện cảm, làm nhiệm vụ ngoài lề, kiếm chút điểm tích lũy về đã. Tôi nói cho cô biết, không tìm thấy Trần Lâm, tôi với cô cùng tiêu luôn. Tôi, Diệp Trần còn chưa kịp nói thì bỗng nghe thấy gần đó có tiếng gào như sắp bị cắt tiết. Trần Lâm, Lâm ca, cứu mạng với, tới rồi, tới rồi. Diệp Trần vứt la bàn vào trong túi, phấn khởi chạy qua đó. Tiền của tôi tới rồi. Chương 127, luôn là mèo của cậu 22. Diệp Trần chạy về phía có tiếng la hét, bày ra trước mắt là cảnh một con chăn zombie khổng lồ đang đuổi theo mấy người chạy về phía này. Diệp Trần rút đao, tung người nhảy bật lên, mọi người chưa ai kịp nhìn rõ thì cô đã nhanh chóng chém lìa đầu con chăn. Con chăn khổng lồ ầm ầm ngã xuống, mọi người ngu người sững sờ tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Trần liền ùa tới, Diệp tỷ, chị tới rồi, có phải Bạch trạm trưởng cũng tới rồi phải không? Diệp Trần và Bạch Sùng hiện giờ đều là người có danh tiếng, trong giới dị năng, hầu như ai cũng biết. Diệp Trần khựng lại đáp, trạm trưởng còn có việc khác nên phái tôi tới đây. Trần Lâm đâu? Anh ta ở bên kia. Mọi người hoàng hồn, sốt, sáng dục, trong rừng này thứ quái gì cũng có. Chúng ta mau đi tìm Trần Lâm, hội họp với anh ta sẽ an toàn hơn. Diệp Trần gật đầu, cắm đao vào bên hông, cùng tán gẫu với mọi người. Những người này thuộc nhóm cùng vào trong rừng với Trần Lâm hai hôm trước nhưng mãi vẫn không tìm được zombie chú cho nên Trần Lâm và mọi người mới chia nhau ra tìm. Kết quả vừa chia ra thì lũ lượt yêu ma quỷ quái liền xuất hiện làm họ sợ tới mức chạy đái cả ra quần. Chẳng còn chút tôn nghiêm nào của người dị năng. May mà Diệp Trần xuất hiện đúng lúc, bọn họ mới khá hơn. Diệp Trần mở đường cho mọi người, nhanh chóng quay về điểm xuất phát. Về tới nơi mới phát hiện ra đã có người ở đó chờ. Mọi người tụ lại với nhau trò chuyện, kể về tình hình của nhóm mình. Diệp Trần đứng yên một bên ôm đao chờ Trần Lâm về. Đợi không bao lâu thì Trần Lâm xuất hiện. Vừa xuất hiện, Diệp Trần lập tức nghe thấy tin một tiếng, điểm tích lũy của cô tăng thêm 10. Đây đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Một người một hệ thống vì thấy điểm tích lũy tăng lên mà khóc lóc nức nở, cảm kích lòng nhân ái, quan tâm của mấy chủ dành cho bọn họ. Trần Lâm trông thấy Diệp Trần xuất hiện, ngạc nhiên bước tới hỏi, không phải Bạch Sùng nói anh ta sẽ không cho người tới hay sao? Sao cô lại ở đây? Anh ấy chỉ nói vậy thôi. Diệp Trần lấp liếm thay cho Bạch Sùng. Trần Lâm khá bất ngờ, không ngờ Bạch Sùng hóa ra lại là một tên thích kiêu ngạo ngoài mặt như vậy. Trần Lâm nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nói rõ tình hình cho Diệp Trần biết. Bọn họ tìm zombie chú rất vất vả. Diệp Trần nghĩ ngợi rồi hỏi, zombie chú có đặc điểm gì không? Trần Lâm im lặng, cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên nhớ ra, à phải rồi. Mấy lần chúng tôi phát hiện được ổ của gã, đều là ở trong mộ cổ. Mộ cổ,
Diệp Trần kinh ngạc, một người lên tiếng, vị trí của mộ cổ đều phải xem phong thủy, zombie cũng là xác chết, chỗ nó chọn, có lẽ phải chăng cũng có liên quan tới phong thủy, anh biết phong thủy à? Diệp Trần quay đầu, trông thấy một thanh niên, cậu thanh niên kia cười ngượng ngùng, trước đây làm để kiếm miếng cơm, tôi tên là Quách Thịnh, dị năng hệ sét, đã từng là một đạo sĩ, mặc thế vẫn còn gặp được đạo sĩ, nhóm người này thật thú vị. Diệp Trần cảm thấy mình giữ la bàn cũng vô dụng nên lấy ra đưa cho tay đạo sĩ, đạo sĩ phải không, la bàn này tôi không biết dùng, anh cầm đi. Ồ, Quách Thịnh thấy có la bàn liền reo lên, có cái này, tôi có thể xác định được vị trí của huyệt, mau lên, Diệp Trần rụt, anh mau tìm đi. Quách Thịnh cầm la bàn, dẫn theo đoàn người dị năng đi tìm zombie chúa. Cùng lúc đó, Bạch Sùng đang phát thuốc trong căn cứ, thúc đẩy chuyển hóa tạo ra một loạt người mới có dị năng. Người trong căn cứ của anh ta hầu như đều đang chờ đợi được uống thuốc chuyển hóa. Vậy nên, bình thường họ vẫn luôn tham gia huấn luyện trước. Gần như mỗi một người dị năng mới xuất hiện đều có thể ngay lập tức sử dụng được dị năng để chiến đấu. Trong lúc Bạch Sùng giúp mọi người chuyển hóa, lính trong căn cứ của anh ta lần lượt hành quân đi. Sau khi nhóm cuối cùng rời khỏi căn cứ, cửa lớn của căn cứ ầm ầm khép lại. Bấy giờ, ngày đã gần hoàng hôn, Nghiêm Uy chỉnh radio, cùng Bạch Sùng ngồi chờ nghe bản tin mới nhất. Anh đang làm gì thế? Bạch Sùng thấy Nghiêm Uy liên tục vỗ radio nên hỏi. Nghiêm Uy cau mày, quái lạ thật. Tự dưng lại bị hỏng, hỏng, Bạch Sùng thắc mắc, Nghiêm Uy gật đầu, không bắt được tín hiệu, hỏng rồi, hệ thống thông tin truyền thông ở mặt thế không mấy phát triển, radio là phương thức truyền tin truyền thống ổn định, đáng tin cậy nhất, nếu radio bị hỏng thì căn cứ này chẳng khác nào bị cắt thông tin liên lạc, trong lòng Bạch Sùng thấy hơi bất an nhưng vẫn an ủi, chắc là do gió quá lớn, sẽ ổn ngay thôi. Thế nhưng, vừa nói xong, lập tức có người hớt hải chạy vào, chạm trưởng, zombie, zombie, đúng, người nọ thở hổn hển, nói vội, rất nhiều zombie đang vây ở bên ngoài, nhung nhúc, toàn là zombie cấp cao, làm sao bây, giờ, chương 128, luôn là mèo của cậu 23 Bạch Sùng lập tức dẫn người lên trên tường thành nhìn xuống. Vô số zombie đang không ngừng lao về phía căn cứ, bọn zombie này rõ ràng là có tổ chức chặt chẽ. Phát triển đến hôm nay, zombie đã có tổ chức xã hội cơ bản, cấp cao lãnh đạo cấp thấp hơn, có thể hoàn thành được nhiệm vụ yêu cầu tính tập thể cao. Mọi người nhìn thấy số lượng zombie đều không khỏi hít sâu một hơi, nhiều như vậy, cấp bậc cao như vậy, quả thực là trước nay chưa từng có. Lập tức liên lạc với các căn cứ khác, Bạch Sùng khẩn cấp ra lệnh cho Nghiêm Uy, Nghiêm trạm trưởng, hiện giờ radio không thu được tín hiệu, căn cứ nhận được tin cầu viện, đưa hết người có dị năng đi, sau đó thì tín hiệu bị gián đoạn, zombie ồ ạt tấn công, từng bước, rất khó để người ta không liên tưởng rằng đây chính là kế hoạch tập kích của zombie, nhưng nếu đây là sự thật, điều này có nghĩa rằng, trình độ trí tuệ của zombie đã vượt xa sức tưởng tượng của loài người, bước sang một giai đoạn mới, Bạch Sùng cau mày, trong lòng bất an, nhìn số lượng zombie này và số lượng zombie trong hình ảnh vệ tinh đã chụp được, anh ta hoàn toàn tin tưởng, mục tiêu tấn công chủ lực của chiến dịch lần này thực ra là căn cứ của anh ta. Việc tấn công những căn cứ khác hoàn toàn chỉ là để ngụy trang nhằm mục đích phân tán binh lực. Nếu suy luận này đúng, vậy thậm chí có thể đoán rằng, kỳ thực, ngay cả tin Trần Lâm có được về chuyện zombie chú nghỉ ngơi cũng là do bọn zombie cố tình để Trần Lâm biết. Bọn chúng có khả năng phán đoán chính xác bước tiếp theo của loài người và tiến hành răng bẫy. Bạch Sùng hít sâu một hơi, anh ta không muốn lo lắng thêm gì khác nữa. Điều toàn bộ người có dị năng lên tường thành, nhanh chóng cho nhóm quân dị năng dự bị chuyển đổi, đội quân tinh nhuệ chuẩn bị đi với tôi. Sau khi tiêu diệt được hết đám zombie cấp cao, không quân chuẩn bị sẵn sàng oanh tạc, zombie cấp cao và zombie chim là mối uy hiếp với không quân, đặc biệt là zombie cấp cao,
phải đi dọn dẹp bớt bước đầu thì mới có thể giảm thiểu tổn thất cho không quân. Mạch Dùng sắp xếp xong tất cả, dẫn đội dị năng tinh nhuệ nhảy khỏi thành, xông thẳng tới đám zombie cấp cao. Zombie cấp cao cảm nhận được mối uy hiếp, rít lên xông về phía đội của Mạch Dùng. Mạch Dùng dùng lưỡi liềm gió đánh tầm xa, gặp được một loạt đầu zombie, dẫn đội dị năng tiến lên. Đòn tấn công của Mạch Sùng giúp mọi người có mặt bất giác nảy sinh cảm giác an toàn. Cho dù quy mô tấn công của zombie lần này là xưa nay chưa từng có, nhưng bọn họ đã có được một vị lãnh tụ luôn luôn tạo nên những kỳ tích rồi. Mạch Sùng không sợ, Mạch Sùng còn sống, thế thì bọn họ chẳng ai phải sợ cả. Trong đầu Mạch Sùng không nghĩ gì khác, chỉ tâm niệm một điều, sống sót, bảo vệ căn cứ này, sống sót. Đi cứu Diệp Trần, nếu ngay từ đầu việc đi tiêu diệt zombie chú đã là một phần của âm mưu, vậy thì tình hình của Diệp Trần hiện giờ đang rất nguy hiểm. Trong lúc Bạch Sùng và lũ zombie đang có một cuộc chiến đẫm máu, phía Diệp Trần cũng đang soi la bàn, tìm ra được một lăng tẩm của đế vương. Đạo sĩ cầm la bàn vừa đi vừa giảng giải, chỗ này là long mạch, phong thủy tuyệt vời, nhìn hai ngọn núi này, bớt nói nhảm đi. Một người nào đó vỗ đầu tay đạo sĩ, lẩm bẩm bảo, mau mau tìm cho ra rồi giết cái con zombie đó đi, chúng ta về. Tôi cứ có cảm giác chuyện này khá là kỳ quái. Diệp Trần không nói gì, tuy đạo sĩ luôn bảo rằng nơi này phong thủy tốt nhưng cô lại cảm thấy nó u ám, chẳng lành. Đoàn người đi tới được một chỗ, đạo sĩ đứng lại đi lòng vòng một hồi rồi chỉ xuống đất, ngay chỗ này, bên dưới. Tránh ra, một vị dị năng hệ thổ lập tức bước tới, đập tay xuống mặt đất một cái, đất liền tự động chạy đi, rồn thành một đống đất, chẳng mấy chốc, một cánh cửa đá liền xuất hiện. Trần Lâm bước lên trước dùng sức mạnh tinh thần kiểm tra, nhíu nhíu mày, nó là một đường hầm, trong đường hầm này có rất nhiều mạng nhện rất cứng, như dây thép vậy, mọi người lập tức nhận ra chúng là mạng nhện của zombie chúa. Hiện tại, mọi người đều đã biết, zombie chú chuyển hóa thành zombie sau khi bị nhện cắn. Nó có rất nhiều đặc tính của nhện, chỗ nó từng ở đều để lại một loại dịch nhấp nháp và nhiều mạng nhện. Tuy nói là tới tiêu diệt zombie chú nhưng giờ phút này, nhìn thấy chỗ mạng nhện ấy, cảnh tượng những căn cứ từng bị lũ zombie thảm sát liền hiện lên trong đầu mọi người, nhất là cảnh những người dị năng bị xé toạc ra trước mặt zombie chúa. Mọi người bất giác nuốt nước bọt, không ai dám đi trước. Trần Lâm thấy mọi người chùn chân, bèn tiến lên, mặc trang bị phòng hộ, lạnh nhạt nói, zombie chú ác là ở trong này, mọi người chuẩn bị chút đi, lát nữa có lẽ sẽ phải ác chiến một trận, trước khi tới đây không phải chúng ta đã nói rồi sao? Trần Lâm quay đầu nhìn mọi người, trong mắt như có mồi lửa, nhóm lên ngọn lửa trong lòng mọi người. Đã đi thì sinh tử chẳng màng, chết, là chết vì loài người, chúng ta vẫn là anh hùng như trước. Còn sống, sống, không cần phải nói, chắc chắn là công thần lưu danh sử sách, tương lai tiền đồ vô lượng. Mọi người tới đây, không phải là ai cũng không có chút tư tâm nào, mọi người chẳng qua là dùng mạng để viết nên một tương lai mới. Lời Trần Lâm nói tiếp thêm dũng khí cho mọi người. Dù sao cũng đã quen với cảnh sinh tử, chuyện này có đáng là gì, mọi người bình tĩnh lại. Trần Lâm dùng sức mạnh tinh thần tiếp tục thăm dò, anh ta và Bạch Sùng đều là toàn hệ dị năng nhưng anh ta thiên về sức mạnh tinh thần hơn. Xét riêng sức mạnh tinh thần thì anh ta đã là người đứng đầu nhân loại. Anh ta thăm dò nguy hiểm ở tiền phương, đi trước một quãng xa, dùng lửa thiêu cháy mạng nhện. Diệp Trần theo sát đằng sau Trần Lâm. Không hề chùn bước, mọi người đi theo sau, dè dặt dịch chuyển từng chút một. Sau khi đi vào đường hầm, mọi người nhận ra mình tới được một quảng trường cực kỳ rộng. Phía trước quảng trường có một cái cổng lớn, Trần Lâm dùng sức mạnh tinh thần kiểm tra toàn bộ mật thất. Phát hiện ra nơi này quá rộng lớn, như một mê cung với rất nhiều đường nhánh để chọn lựa. Phải đi qua mê cung này mới tới được mộ chính ở trung tâm. Trần Lâm khái quát lại sơ bộ cho mọi người nghe, Diệp Trần xác nhận lại với ba tám rồi nói, zombie chú ác là ở trong mộ chính, tôi có thể cảm nhận được,
Trần Lâm gật đầu, một vị có dị năng tinh thần cũng phụ họa theo, tôi cũng có cảm giác như vậy. Mục tiêu của nhóm người đã rõ ràng, bước tới chỗ cửa lớn, đi thẳng vào trong, đoàn người vừa đi vào, cửa lớn liền đóng lại, mọi người giật mình quay đầu, tay đạo sĩ run lẩy bẩy nói, sao lại đóng lại, đóng cũng tốt, Trần Lâm bình thản nói, dù sao chúng ta cũng đã không còn đường lui, không thành công, cũng thành nhân, hoặc là giết zombie chúa, hoặc là chết ở chỗ này, mọi người nghiến chặt răng, đi theo Trần Lâm cùng tiến vào sâu hơn, chưa đi được mấy bước, Diệp Trần nghe thấy sau lưng có tiếng động, cô vội quay đầu lại, một quả cầu khổng lồ đang lăn về phía họ, con, đường này rất hẹp, chỉ đủ cho hai người đi song song, quả cầu kia vừa vừa cũng to bằng chừng ấy, Diệp Trần lập tức xoay người, chạy tới tiền phương, cắm đao vào hai bên tường chặn quả cầu lại, đi. Mọi người lập tức bỏ chạy theo hướng khác, con đường này có độ dốc vậy nên quả cầu sẽ tiếp tục lăn theo chiều dốc, mọi người chạy tới chỗ rẽ về hướng ngược lại, Diệp Trần tính chờ mọi người chạy hết mới thả tay rồi sẽ đuổi theo nhưng mà ngay khi người cuối cùng đi khuất, Diệp Trần nhảy bật lên, quả cầu đá lăn đi trong đường hầm, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung lên ầm ầm, Diệp Trần vội xoay người chạy về phía mọi người nhưng thình lình, một bức tường trắng xuất hiện, chặn đường đi của cô, bản đồ thay đổi, Diệp Trần bí kế, sức mạnh tinh thần của cô không bằng Trần Lâm, phạm vi bao trùm rất nhỏ, phải tìm đường thế nào đây, 38, Diệp Trần lên tiếng, giúp một việc nhé, 38 nhai cam thảo, xì một tiếng, khinh khỉnh bảo, không có tiền, chương 129, luôn là mèo của cậu, kết thúc. Một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán, Diệp Trần rất đổi xót xa, cực kỳ đau đớn, nâng bàn chân của chính mình lên nhìn, thật muốn chém nó, nhưng nghĩ rồi, vẫn lại thu về, dù sao cũng là bàn chân, nó đáng yêu như vậy mà, không có phương hướng, la bàn cũng đã bị đạo sĩ cầm đi, Diệp Trần nhìn lối đi dài đằng đẵng xuất hiện sau khi thay đổi, có loại cảm giác bi tráng như vừa lâm trận đã bị chém chết. Cắn chặt răng, ngồi xuống xếp bằng, bực dọc nói, mặc kệ, mình cứ ngồi đây chờ bọn họ thôi. 38 sau vài ngày nếm trải kiếp sống nhai cam thảo đã trở nên thờ ơ, rút một que cam thảo ra hỏi, nhai không, hạ hỏa, gớm, cảm ơn anh. Diệp Trần khinh khỉnh dựa vào vách tường, sẵn sàng chờ Trần Lâm tới tìm cô, phạm vi của sức mạnh tinh thần của Trần Lâm cực kỳ rộng. Anh ta tìm cô dễ hơn cô tìm mọi người rất nhiều, Diệp Trần tựa vào tường, nhai cam thảo, nói chuyện câu được câu chăng với 38, tình cảm của anh với đối tượng xem mắt phát triển thế nào rồi, chỉ gặp một lần, nói gì, tới tình cảm, không phải anh với cô ấy là bạn học cũ hay sao? 2. Nhắc đến chuyện này, 38 thấy hơi buồn lòng, hồi đó cô ấy thường xuyên bắt nạt tôi, bạn học cũ cái gì chứ? Tôi chính là đối tượng bị bắt nạt của đại ca trường học là cô ta đó, ngay cả anh mà cũng bị bắt nạt học đường hả? Diệp Trần vui vẻ, tôi thấy anh rõ phải là số 1 của trường mà, cô không hiểu rồi. 38 ủ rũ, giới AI chúng tôi không so thể lực mà so chỉ số thông minh, không phải chỉ số thông minh của tôi không cao nhưng chỉ số EQ của tôi lại tương đối ưu tú. Vì EQ quá ưu tú nên mới nổi bật lên chuyện chỉ số EQ của tôi không cao. Vậy là chỉ số thông minh của anh kém nên bị cô ấy bắt nạt. Diệp Trần tàn nhẫn nói toạc ra. Chân tướng, 38 bất mãn. Hừ, cô có muốn nói chuyện nữa không đây? Diệp Trần giơ tay lên tỏ ý không cố tình. Ừ, anh nói tiếp đi. Dù sao thì chuyện chính là cô ấy thường xuyên bắt nạt tôi. Cướp sách giáo khoa của tôi. Cướp đồ ăn vặt của tôi, còn hay cười nhạo tôi là ngu ngốc, thường xuyên khinh thường những thứ tôi thích, thường xuyên đòi đánh tôi. 38 kể về kiếp sống học đường của anh ta, vẽ nên một bi sử thảm thương bị hệ thống 666 ức hiếp, anh cũng khổ thật đấy. Diệp Trần thở dài, hệ thống này thật là tồi, sau này nếu tôi gặp được cô ta, tôi sẽ đánh cô ta giúp anh. 38 cứng đờ, thôi. Cô ấy là con gái, tùy hứng chút cũng bình thường, Diệp Trần chật một tiếng,
không vạch trần chân tướng mà cô đã hiểu rõ mười mươi. Trong lúc một người một hệ thống tán gẫu, nhóm Trần Lâm đang bị một đám quái vật truy đuổi trong mật đạo, chạy té khói. Trần ca, chúng ta có đi tìm Diệp tỷ nữa không? Đạo sĩ cầm chiếc la bàn xoay loạn xạ, ra sức đập lũ sâu bọ khổng lồ đang không ngừng cắn quần áo của anh ta. Trần Lâm sử dụng dị năng giúp mọi người giải vây, dùng sức mạnh tinh thần tìm kiếm vị trí của Diệp Trần, cắn răng nói, tìm. Diệp Trần là người duy nhất ở đây có trình độ dị năng ngang với anh ta, có Diệp Trần cũng tương đương với có một mạch sùng, anh ta nhất định phải tìm Diệp Trần bằng được. Nhưng vừa hạ quyết tâm, cả đám đi lên trước được một đoạn, thì ầm ầm, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển, nó lại thay đổi, có người hét toáng lên, lại thay đổi. Trần Lâm cau mày, kiểm tra vị trí của Diệp Trần, có vẻ như cô ấy đang dịch chuyển xa dần. Trần Lâm vừa chém giết vừa kiểm tra thấy vị trí của Diệp Trần đang cách phạm vi tìm kiếm của anh ta ngày một xa. Đột nhiên, một tràng âm thanh chói tai bùng nổ trong đầu Trần Lâm, sức mạnh tinh thần của anh ta cạn kiệt. Trần Lâm đau đớn đến mức phải gào lên, một ngọn lửa thình lình bùng lên tiêu diệt nốt mấy con quái thú còn lại. Nghỉ ngơi một chút, Trần Lâm ôm đầu, khói nhọc bảo, tôi không ổn rồi. Mọi người sửa soạn ngay tại chỗ, bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc có động đất, Diệp Trần đang ăn mì ăn liền. Đây là đồ còn tồn trước đây cô mua, là thứ thức ăn cao cấp nhất hiện giờ cô có. Vừa thấy rung lên cô liền chạy, dùng hết mọi năng lực mình có để giữ cho nước mì tôm không bị sánh ra ngoài. Chờ đến khi địa chấn dừng lại, cô đã chạy sang một chỗ mới. Trần Lâm tìm mình thế mẹ nào đây? Bưng tô mì tôm, Diệp Trần hóa đá. Giữa lúc Diệp Trần và nhóm Trần Lâm đang ở trong mê cung điên cuồng chiến đấu với quái vật, căn cứ của Bạch Sùng đã đối chiến với zombie suốt một ngày một đêm. Rất nhiều người dị năng bị loại khỏi vòng chiến đấu, rơi vào đường cùng. Bạch Sùng đành phải liên tục dùng máu tạo ra thuốc để thúc đẩy chuyển hóa dị năng, nhưng mà không đủ, vẫn không đủ. Số lượng zombie vượt xa số lượng nhân viên trong căn cứ. Sau một đợt giao chiến trực diện, Bạch Sùng quay về tường thành, lần này chỉ có 2-3 người có dị năng quay về. Nghiêm Uy khẩn trương đi tới chỗ Bạch Sùng, giọng khàn khàn, trạm trưởng, chúng ta không còn vũ khí, không còn vũ khí, có nghĩa là mọi người chỉ còn nước đánh giáp lá cà, hiện giờ đã có người không còn đạn, zombie trèo lên, đành phải rút đao, chém tới, tình trạng trên tường thành hỗn loạn. Bạch Sùng biết đã không còn kịp nữa rồi, mua thuốc trên trang mua sắm phải tốn thời gian đợi, giờ toàn bộ tường thành đã loạn, thời gian hiện có phải tranh thủ từng giây, cầm cự 10 phút, Bạch Sùng vỗ vai Nghiêm Uy, hô to, cầm cự, nói xong, anh ta liền chạy đi, gọi to, quân dự bị, quân dị năng dự bị, giọng nói vừa vang lên, một đám người liền lao tới, đều nhịp hô to. Quân dự bị doanh trại một có mặt, lúc này, trên tường thành liên tục có tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người đều biết rõ mình sắp phải đối mặt với điều gì nhưng nghe những tiếng la nhói lòng ấy, không một ai lùi bước. Bạch Sùng nhìn những cặp mắt kiên định ấy, trong chớp mắt, quên hết tất cả, quên điểm tích lũy, quên danh vọng, quên nhiệm vụ, đây rõ ràng đều là con người, bọn họ cùng anh ta làm bạn sớm chiều. Gọi anh ta là trạm trưởng, Bạch Sùng đứng cạnh một láng y tế đơn sơ, chia cổ tay mình ra, bình tĩnh nói, rút máu đi, rút xong chia cho mỗi người một giọt, không cần nhiều, một người một giọt. Nhân viên y tế ngơ ngác, trên tường, thành có tiếng người thét lên, Bạch Sùng quát to, mau lên, uống máu tôi sẽ có dị năng, mau, mọi người hiểu ra, hóa ra những viên thuốc trước đây uống không phải là thuốc thật. Mà là máu của Bạch Sùng, nhân viên y tế run run đâm kim vào mạch của Bạch Sùng. Bạch Sùng ngồi im để nhân viên y tế rút máu, sau đó đặt sang một bên, cho người xếp hàng, dùng ống nhỏ giọt nhỏ vào miệng mọi người. Bạch Sùng rút đủ lượng mà nhân viên y tế cho rằng là giới hạn tối đa liền đứng dậy, lập tức trở về trên tường thành. Giờ phút này, cuộc chiến trên tường thành đang vô cùng khốc liệt, Bạch Sùng lao tới. Vung đao chém,
anh ta không nhìn rõ sau lưng mình có bao nhiêu người, trước mặt mình có bao nhiêu zombie, chỉ biết cầm đao, liều mạng chém tất cả những zombie đang muốn leo lên tường thành. Hiện giờ không có thời gian chữa trị, không có thời gian rút lui, người bị cắn liền nhảy thẳng xuống, dùng dị năng của bản thân biến chính mình thành một quả bom thịt người. Bạch Sùng nhìn một loạt người nổ tung, máu văng khắp nơi, mắt ngoè lệ, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng. Doanh trại một tới, 10 phút là thời gian cần để chuyển hóa một người thành người có dị năng, người nào đã chuyển hóa xong liền lao lên đây ngay. Trời tối dần, zombie vẫn không hề dừng lại, hôm nay dường như là ngày tận thế cuối cùng, bạn không biết lúc nào mới tới hồi kết thúc. Có lẽ khi tới hồi kết thúc thì đã chẳng còn con người nào có thể nhìn thấy mặt trời. Trạm trưởng, không biết lại là bao lâu sau, Nghiêm Uy lại lên tiếng một lần nữa. Không đủ người. Gì? Bạch Sùng hồi thần. Không đủ người. Cho tôi 10 phút, anh cố chống một chút. Nói xong, Bạch Sùng trở về vị trí ban nãy, lại đưa ra một cánh tay khác, bình tĩnh nói. Rút. Nhân viên y tế hoảng hốt. Trạm trưởng. Làm thế, rút, Bạch Sùng nói năng chấn định, nhân viên y tế run run, có người kiểm tra các chỉ số sự sống cho anh ta, đồng thời có người liên tục cho anh ta uống dịch dinh dưỡng, máu, dần dần rời bỏ cơ thể của anh ta cảm thấy bắt đầu đau, sắc mặt trắng bệch nhưng không rên dù nửa tiếng, mọi người đứng quanh nhìn, không ai dám nói gì, chờ tới lúc rút xong, Bạch Sùng lập tức đứng dậy. Đè lại chỗ cắm kim tim, bình tĩnh nói, doanh trại dự bị số 2 lên đi, trạm trưởng, y tá rút máu cho anh ta rưng rưng lại hỏi, doanh trại số 2 lên rồi sẽ đủ chứ, cuộc chiến sẽ kết thúc chứ, tôi không biết, Bạch Sùng không cách nào nán lại thêm, chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi lập tức lên tường thành, anh ta biết trời lúc nào sẽ sáng, anh ta biết người khi nào sẽ chết, nhưng... Anh ta không biết trận chiến này, chừng nào mới có thể dừng lại. Sau lưng anh ta có hàng vạn người già, phụ nữ, trẻ em. Sau lưng anh ta là mầm mống và hy vọng của loài người, là vô số linh hồn và sinh mệnh. Anh ta không thể lui bước, cũng không có cách nào lui bước, bởi vì anh ta là một chiến sĩ. Thanh đao của anh ta vung lên là để bảo vệ mọi người. Trong bóng đêm, với lòng kiên trì và... nhiệt huyết nóng bỏng, nó chém ngang bóng đêm lạnh lùng, tiếng kêu gào rên thét là bản nhạc đệm hòa tấu, không biết lại bao lâu, một nhóm rồi lại một nhóm mới lên, điệp khúc Bạch Sùng xuống khỏi tường thành, rút máu rồi lại leo lên lặp lại không biết bao nhiêu lần, không có quá nhiều sát người, gần như mọi người bị cắn đều chọn cách tự nổ cơ thể mình, cái chết bỗng nhiên trở nên dễ dàng biết mấy, nhưng cũng thật nặng nề làm sao. Khi Bạch Sùng lại xuống khỏi tường thành một lần nữa, người ngã lăn xuống, mắt tối sầm, cảm giác trong cơ thể trống rỗng, chỉ số theo dõi sự sống của ký chủ đã dưới 10, mời ký chủ lập tức nghỉ ngơi, 666 máy móc lên tiếng nhắc nhở, sau đó nóng ruột nói thêm, ký chủ đừng liều mạng nữa, sẽ chết mất, vậy thì chết, Bạch Sùng chầy chật đứng dậy. Lại một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của đội quân dự bị. Đội quân dự bị lúc này đã bắt đầu chuyển thành các thiếu niên. Họ có lẽ chỉ mới mười mấy tuổi. Trong tay cầm sẵn vũ khí. Đôi mắt trong veo nhìn Bạch Sùng. Bạch Sùng đột nhiên cảm thấy bản thân tuyệt đối không thể gục ngã được. Bất luận thế nào cũng không thể. Để tôi bảo vệ họ. Bạch Sùng kéo lê người từng bước một tiếng về phía điểm rút máu. Tôi có thể chết. Tôi chẳng đặc biệt hơn ai cả, mọi người đều đang cố gắng, dựa vào cái gì mà tôi có thể ham sống sợ chết. Bạch Sùng nghiến chặt quai hàm, đi tới trước mặt y tá, anh ta lại đặt tay lên miếng đệm một lần nữa, bình tĩnh nói câu nói cũ, rút, y tá cầm ống tim, nhìn làn da chi chít chì chịt giấu mũi kim, cô ấy quá rõ tình hình sức khỏe của người đàn ông này, nếu là người bình thường. Chị e đã sớm mất mạng rồi, nhưng anh ta là người có dị năng, cơ thể mạnh khỏe hơn người bình thường. Anh ta và người bình thường không giống nhau, nhưng cho dù không giống, thì cũng vẫn là con người, là một con người bằng xương bằng thịt.
Y tá run run đưa đầu mũi kim tới, giây phút nói sắp đâm vào dưới da, y tá đột ngột đứng phắt dậy. Tôi không thể, trạm trưởng, tôi không thể rút được. Cô ấy khóc, lắc đầu, anh sẽ chết mất. Trạm trưởng, anh sẽ chết mất. Mọi người lặng im nhìn Bạch Sùng. Tuy không ai nói gì nhưng trong mắt thể hiện rõ niềm tôn kính. Đây là người thực sự đã mang sinh mệnh ra để bảo vệ mọi người. Anh ta vốn có thể chôn giấu mãi bí mật này. Với năng lực của anh ta, có thể lặng lẽ chuồn đi, từ bỏ căn cứ. Nhưng anh ta không đi. Anh ta chọn đứng đón đầu trước mọi người. Chọn bất kể thế nào cũng không ngã xuống. Anh ta thấy cô gái khóc thì cười. Cô bé ngốc, rút đi. Tôi không chết đâu, tôi là người dị năng, tôi là trạm trưởng của mọi người mà. Anh ta vỗ về, sao tôi có thể chết được, nhanh chút nào, mọi người ở trên kia còn đang chờ tôi. Y tá nghe xong, ngồi xuống, vừa khóc sụt sùi vừa cắm ống kim vào trong mạch máu của Bạch Sùng. Lúc ống kim cắm vào, 666 bắt đầu thông báo, chỉ số sự sống còn lại 10.9. Ký chủ có thể mở chế độ zombie hóa để kéo dài sinh mệnh. Một giọng nói bất ngờ vang lên. 666 reo lên. Ký chủ, trong cơ thể anh vẫn còn mầm bệnh zombie lưu lại. Mau zombie hóa đi. Zombie hóa rồi thì không cần máu anh vẫn sống được. Bạch Sùng nhất đồng ý. Sau đó liền cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ chảy trong cơ thể. Mùi con người xung quanh khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Anh ta muốn cắn xé, y tá đã rút xong máu, đang phân chia cho mọi người. Bạch Sùng ngã xuống bàn, điện tâm đồ chuyển thành một đường thẳng băng chạy dài. Không ai nói gì, im lặng trở thành phương thức duy nhất biểu đạt niềm tôn kính. Mọi người vội vã chuyển hóa, sau đó lao tới chiến trường. Những người xung quanh đã chuyển hóa xong, người lính cuối cùng đã chạy lên tường thành. Đội y tế không kiềm giữ nổi nữa. Cô gái trực tiếp rút máu cho Bạch Sùng khóc òa lên, tiếng khóc như một thứ bệnh dịch truyền nhiễm giữa mọi người. Bạch Sùng nghe tiếng mọi người khóc, gắng khắc chế ham muốn khát máu của mình, từ từ đứng dậy. Cùng với từng cử động của anh ta, mọi người xung quanh cũng trở nên sợ hãi. Cơ thể Bạch Sùng đang zombie hóa một cách nhanh chóng, da thịt bắt đầu hoại tử, chuyển sang màu xanh lục, mắt cũng chuyển thành màu lục, đục mờ. Nhưng mà Bạch Sùng vẫn luôn là người lý trí. Anh ta nhìn mọi người, mỉm cười trấn an. Tôi không làm mọi người bị thương đâu, đừng lo. Nói xong, anh ta chậm chậm leo lên tường thành. Mọi người hoảng sợ nhìn anh ta, giạt ra nhường đường. Anh ta không tấn công bất kỳ ai. Nhưng Bạch Sùng biết, anh ta không thể ở lại trong thành. Sự hiện diện của anh ta sẽ tạo nên một cơn khủng hoảng khủng khiếp. Anh ta leo lên tường thành. Phàm bất kể là ai nhìn thấy anh ta cũng đều giật mình, anh ta chỉ có thể liên tục trấn an. Tôi không làm mọi người bị thương đâu, tôi không làm mọi người bị thương đâu. Mọi người nhìn Bạch Sùng đi lên trong nỗi khiếp sợ, lên tới tường thành, không chút do dự, anh ta liền nhảy xuống đám zombie bên dưới. Giờ phút này, ngoại trừ Nghiêm Uy, hầu như đã không còn mấy người là dị năng tự nhiên, gần như tất cả đều là nhờ Bạch Sùng. Những người mới này không dám nhảy xuống dưới, vậy nên tạo thành cục diện bị động. Zombie không ngừng ồ ạt leo lên tường thành. Bạch Sùng vừa xuống tới liền chặt đứt bức tường zombie bọn chúng chồng nhau để bò lên tường thành. Lập tức giảm hẳn lượng zombie leo lên được bên trên. Một mình Bạch Sùng chìm giữa đội quân zombie. Lũ zombie ùn ùn kéo tới. Anh ta phóng thích hoàn toàn ham muốn khát máu trong cơ thể, liều mạng cắn xé, chém giết. Trạm trưởng, Bạch Sùng giảm tải bớt áp lực cho phía trên tường thành. Có người lùi ra sau đứng cạnh Nghiêm Uy, khàn khàn nói, trạm trưởng, anh ấy là trạm trưởng của chúng ta. Nghiêm Uy nhìn người đàn ông đã hoàn toàn zombie hóa dưới chân tường thành, anh ta đã biến thành zombie, đáng lẽ ra là đã mất hết lý trí, nhưng anh ta vẫn lựa chọn bảo vệ họ. Giọng Nghiêm Uy nghẹn ngào, mãi mãi. Bạch Sùng không biết người trên tường thành đang nói gì, đang nghĩ gì. Anh ta vung đao một cách vô cảm. Việc zombie hóa khiến tư duy trở nên chậm chạp. Anh ta không biết mình đã chiến đấu bao lâu, cho đến khi thái dương chiếu sáng từng tấc mảnh đất này.
Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, xung quanh là xác zombie, anh ta đứng một mình giữa bình nguyên mênh mông vô tận, giống như ngày đầu tiên tới nơi đây. Anh ta chậm chậm quay đầu lại, ánh mặt trời sau lưng đỏ rực, anh ta giơ tay lên nhìn bàn tay hoại tử trơ cả xương trắng của mình, bất giác nở nụ cười. Anh ta biết, mình rốt cuộc không thể quay về căn cứ này nữa, tôi có cảm giác mình đang dần dần mất ý thức, zombie hóa xong sẽ vậy. Giờ gần như cả bốn chỉ số của anh đều đã tích đầy, chỉ cần cuối cùng khiến mọi người tán thành địa vị của anh thì lập tức sẽ tích đầy cả bốn chỉ số. Có điều, vì anh đã bắt đầu zombie hóa cho nên không thể ở lại thế giới này quá lâu, bằng không anh sẽ đi tới bước trở thành tân zombie chúa. Ừ, Bạch Sùng đã hiểu, chuyển bản đồ định vị, anh ta liền chạy thục mạng tới chỗ zombie chúa. Nhóm Diệp Trần đi diệt zombie chúa, nếu không tìm được zombie chúa, với thân thủ của Diệp Trần chắc sẽ có vấn đề lớn. Nếu tìm được zombie chúa, anh ta đi cứu người, vừa khéo có thể giúp họ. Trong lúc Bạch Sùng chạy tới chỗ zombie chúa, Diệp Trần vẫn đang ngồi đếm sao, cô vẫn đang chờ Trần Lâm. Mi ăn liền đáp, cô còn vậy nữa, tôi sợ chúng ta sẽ chết đói mất. Ba tám ăn mì ăn liền tới nỗi cả người trông như phát ốm, thân hình hình cầu màu vàng bắt đầu hơi xanh xanh, đâu còn cách nào đâu. Diệp Trần đáp yếu xìu, tôi phải chờ Trần ca tới tìm tôi mà chạy lung tung, anh ta không tìm được tôi thật thì sao, có lẽ tìm được cô thì người ta đã đánh xong rồi. Diệp Trần không muốn đối mặt với đề tài bi thương này, ngồi một lúc lâu, cô nàng chống người đứng dậy, bất đắc dĩ nói. Thôi, để tôi tự đi tìm bọn họ vậy, đi thì không thể cứ thế đi được, mê cung này cứ chốc chốc lại thay đổi một lần, với chỉ số thông minh của hai người họ thì có đi cả đời cũng không ra nổi. Thế nên, Diệp Trần nghĩ ra được một cách, đánh sập hết các bức tường, nhìn bức tường sập. Một nửa, Diệp Trần ôm đao, thở dài, mặc dù thô bạo, hiệu suất thấp nhưng mà, đây là cách duy nhất chắc chắn hữu hiệu. Thoát khỏi mê cung bằng cách phá luôn nó, đúng là chuyện Trần đời có một. Diệp Trần phá mê cung ầm ầm, nhóm Trần Lâm cuối cùng cũng tới được lối ra. Tay đạo sĩ nghe thấy tiếng động do Diệp Trần phá hủy mê cung, đâm ra sợ hãi, túm người đứng bên hỏi, tiếng gì vậy nhỉ? Mặc kệ, Trần Lâm cầm vũ khí, đi thẳng tới gian phòng chính, nghiêm mặt nói, đã tới tận đây rồi, hôm nay nhất định phải giết nó. Ai nấy đều biết rõ mục tiêu của bọn họ, gật đầu, mọi người kéo nhau cùng đi vào. Sau khi bước vào mộ chính, mọi người mới nhận ra chỗ này rất rộng, đỉnh mái hình vòm, có vẻ hình hoa văn kỳ lạ. Có một quan tài đá đóng chặt đặt trên một bệ cao, Trần Lâm tiến lên trước, đặt tay lên nắp quan tài đá, đẩy mạnh một cái, quan tài mở ra, một con nhện tám chân dài nhảy tới chỗ Trần Lâm. Cửa đá của phòng chính đóng lại, biến nơi đây thành một mật thất kín. Lũ nhện con bỗng xuất hiện bò đầy trên vách tường, khiến căn phòng trông giống như túi dạ dày của một con quái thú. Còn bọn họ chính là đồ ăn đã bị quái thú nuốt vào bụng đang chờ tiêu hóa. Thiên đường có lối, không đi. Con nhện trên lưng zombie chú đuổi theo Trần Lâm đang ra sức né tránh, đập mạnh vào tường rồi nhanh chóng bật ngược trở lại. Hai tay zombie chú chống mép quan tài, từ từ bò dậy, da thịt trên người nó đều đã thối rữa hết, treo lủng lẳng trên khung xương, lắc lư muốn rớt ra từng tảng. Nó ngồi trong quan tài đá, nghiêng đầu cười ghê rợn, địa ngục không cửa, giọng nó khàn khàn, lại xông vào. Nói xong, vô số nọc độc phun ra, Trần Lâm mở khiên phòng hộ, những người khác cũng có cách phòng thủ riêng. Mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào zombie chú trong quan tài. Zombie chú cười, sức mạnh tinh thần bùng phát, đánh bật mọi người đập vào vách tường, đồ ăn. Trong tiếng nói của nó có lẫn tiếng rít đặc trưng. Nó từ từ đứng dậy, đi về phía người gần nhất, đám mạng nhện trên cơ thể. Nó như những con sâu có sự sống, chủ động bò lên cơ thể con mồi. Nó hút chất dinh dưỡng trên người người nọ, nạn nhân ra sức giãy giụa. Càng sảy mạng nhện càng cuốn chặt, một chiếc vòi cắm vào trong hạt dị năng của nạn nhân,
Bạch Nguyên bắt đầu ra sức hấp thụ năng lượng trong hạt dị năng. Trần Lâm điều khiển lưỡi gió đánh trúng người Bạch Nguyên. Bạch Nguyên vẫn hoàn toàn bất vi sở động, tới tận khi nạn nhân bị hút cho khô quắc. Nó tiện tay quăng đi, xoay người lại. Mọi người nhận ra miệng vết thương trên người nó đã liền lại, không bị ảnh hưởng gì, không có vết thương nào. Đối đầu với một kẻ địch không thể bị thương, mọi người bất giác đều lùi lại một bước. Lúc này, cuối cùng Bạch Sùng cũng đã liều mạng chạy tới được vị trí định vị. Anh ta tìm thấy lối vào nhóm Diệp Trần đã mở, nhanh chân nhảy vào, nhìn thấy cửa lớn, dùng sức mạnh tinh thần kiểm tra, biết được vị trí đại khái. Anh ta nhanh chóng chạy vào trong, chẳng bao lâu sau, mê cung liền bắt đầu thay đổi. Sau 3 lần mê cung thay đổi, 666 reo lên, chủ nhân, tôi đã tính ra được quy luật biến đổi của nó rồi, thông minh, Bạch Sùng cố gắng khích lệ, lưỡi của anh ta đã bắt đầu bị cứng, zombie nói chuyện không dùng đầu lưỡi mà dùng cách thay đổi tần số âm thanh, anh ta chạy chật nói xong, 666 thấy hơi buồn, chủ nhân đừng lo, sang thế giới sau là lại tốt thôi, thực ra anh ta không quá lo lắng. Dù sao thì, nhiệm vụ ở thế giới này đã sắp hoàn thành rồi. Chẳng qua anh ta chỉ hơi tiếc vì chưa chơi đủ với mèo Diệp Trần. 666 tìm được quy luật thay đổi của mê cung, bắt đầu tính toán thật nhanh, liên tục chỉ đường cho Bạch Sùng. Bạch Sùng nhanh chóng thoát khỏi mê cung, tới phòng mộ chính. Gian mộ đã bị bịt kín, hoàn toàn không biết bên trong xảy ra những gì. Bạch Sùng tới gần, đi quanh một vòng. 666 nói, chủ nhân, nếu dựa theo quy tắc tính toán của lăng mộ này thì chốt mở gian phòng chính này rất có thể là ở chỗ bục đá hướng 11 giờ. Bạch Sùng gật đầu, tới chỗ bục đá, quan sát một hồi rồi lần, mò mở được chốt, vừa mở ra, Bạch Sùng lập tức bị mạng nhện tấn công, cuốn vào bên trong, ngã mạnh xuống đất, dưới đất đầy máu, Bạch Sùng ngã ngay vào giữa đống máu thịt. Mùi máu tanh lấp đầy khứu giác, nó kích thích bản năng zombie trong cơ thể anh ta. Bạch Sùng xoay người bật nhảy, thoát khỏi đám mạng nhện. Bạch Nguyên phát hiện ra anh ta, thét lên với anh ta bằng thứ ngôn ngữ của zombie. Bạch Sùng nghe hiểu, là tiếng cảnh cáo. Giữa zombie với nhau cũng giống như loài dã thú vậy. Kẻ mạnh khống chế kẻ yếu, cấp bậc cao kiểm soát cấp bậc thấp. Nhưng rõ ràng là cấp bậc của Bạch Sùng cũng ngang ngửa với Bạch Nguyên, vậy nên không thể bị áp chế tuyệt đối. Bạch Nguyên chỉ có thể dùng cách đe dọa để yêu cầu Bạch Sùng rời khỏi lãnh địa của nó. Bạch Sùng lập tức đáp lại bằng một tràng tiếng thét. Bạch Nguyên nổi giận, bỏ nạn nhân nó đang hút năng lượng ra, nhìn chằm chằm Bạch Sùng. Trần Lâm cố mở to mắt ra nhìn, đã không thể nhìn ra ngoại hình trước đây của Bạch Sùng nữa rồi. Từng tảng máu thịt trên người anh ta đều đang rửa ra, màu cơ thể cũng biến sắc, không nhận ra được ngũ quan vốn có, trông thật xấu xí, đáng sợ. Trần Lâm gắng gượng rút đao ra, định tiếp tục chiến đấu. Bạch Sùng bất ngờ lên tiếng, chốt mở ở bệ đá hướng 9 giờ, dẫn người đi mau. Bạch Sùng, Trần Lâm ngẩn ngơ, Bạch Sùng và Bạch Nguyên đi vòng quanh nhau như thể thăm dò, cổ họng kêu gừ gừ đe dọa. Trần Lâm hồi hồn, không nói nhiều, dìu tay đạo sĩ tay cầm la bàn dậy, quát lớn, đi, mọi người liều mình bỏ chạy thục mạng theo hướng Bạch Sùng chỉ. Giờ phút này, bọn họ đã ý thức rõ được sự chênh lệch khổng lồ giữa hai bên, cho dù liều chết cũng không sao bù nổi. Trần Lâm cắn răng, giờ sống sót được người nào hay người ấy, vừa thấy họ di chuyển, Bạch Nguyên lập tức nổi giận. Mạng nhện bao kín bệ đá lao về phía Bạch Sùng. Bạch Sùng đánh nhau thật lực với nó. Mỗi đòn tấn công đều dùng cách thức giả mang nhất để phân cao thấp. Nhóm Trần Lâm không thoát ra được bèn quay lại tấn công Bạch Nguyên cùng Bạch Sùng. Vừa trúng đao, vết thương liền tự động khép lại. Dường như căn bản không thể làm gì được Bạch Nguyên. Mãi tới tận khi một người có dị năng hệ hỏa ra đòn thì mới thấy Bạch Nguyên hơi hơi né đi. Bạch Sùng lập tức phát giác, la lớn, lửa, nói xong, một quả cầu lửa khổng lồ liền đánh tới, Bạch Nguyên thét lên, né nhanh ra sau, mọi người như bỗng phát hiện ra được nhược điểm của nó,
những người có dị năng hệ hỏa liền ra sức tung cầu lửa về phía đó. Tuy cầu lửa làm Bạch Nguyên cảm thấy đau đớn nhưng có vẻ như không làm nó bị thương chí mạng. Ngược lại, nhóm người dị năng bị nó phản công, đánh tan tác. Cuối cùng chỉ còn mình Bạch Sùng là trụ vững. Cùng lúc này, Diệp Trần cuối cùng cũng phá được hết các bức tường, tới được phòng chính. Mặt cô bám đầy bụi, đất cát đầy mình, mệt mỏi nhìn căn phòng chính. Cái này cũng phá. Phá hả? Ba Tám ngẫm nghĩ. Cách này tương đối thích hợp với chúng ta. Diệp Trần không nói nhiều, sắn tay áo lên phá nó. Bạch Sùng nghe thấy tiếng va đập bên ngoài nhưng đang đánh với Bạch Nguyên không dứt ra được. Mọi người đến giờ phút này đều đã cạn kiệt sức lực. Bạch Sùng dồn năng lượng của anh ta và mấy người dị năng hệ hỏa tạo thành một hạt giống lửa, định cưỡng chế nhét nó vào miệng Bạch Nguyên. Bạch Nguyên nhận ra, dùng sức ghì bàn tay cầm hạt giống lửa, tay kia thì kẹp chặt cổ Bạch Sùng, định bẻ gãy cổ anh ta. Bạch Sùng ra sức giãy giụa nhưng việc phải chiến đấu liên tục mấy ngày ròng khiến anh ta lao lực quá độ. Nếu không phải dựa vào ý chí mạnh mẽ phi thường, anh ta đã thực sự không gượng nổi nữa. Tiếng va chạm bên ngoài mỗi lúc một lớn, rồi ầm một tiếng, Diệp Trần nhào vào trong, vừa trông thấy Bạch Nguyên, không nói một tiếng nào. Diệp Trần lập tức xông tới bóp cổ nó, vận sức quịt quịt mấy tiếng nhét nó vào lại trong quan tài đá. Bạch Nguyên liều mạng giãy giụa, Bạch Sùng lập tức nhảy lên, nhét hạt giống lửa vào trong miệng nó, kéo Diệp Trần ra, đóng nắp quan tài lại. Bên trong có tiếng giãy giụa của Bạch Nguyên, đầu óc Bạch Sùng ngày càng đặc quánh lại. Chỉ số sự sống của zombie chú còn 25.666, trầm ngâm nói. Giờ nó đã rơi vào trạng thái ngủ say, nó vẫn chưa chết. Bạch Sùng chặn nắp quan tài đá, dùng chiếc lưỡi cứng đờ nói từng chút một, mọi người, đi đi, cậu thì sao? Trần Lâm chật vật đứng dậy, Bạch Sùng ngước nhìn, ánh mắt không còn tỉnh táo, tôi, không thể, đi. Trần Lâm nhìn anh ta, lập tức hiểu ý của đối phương, zombie hóa là một quá trình không thể nghịch chuyển. Bạch Sùng có thể cầm cự được tới giờ đã là chuyện vô cùng khó khăn. Trần Lâm muốn nói nhưng không nói được bất kỳ điều gì. Bon, Bạch Sùng dùng một từ rút gọn nhất để biểu đạt ý của bản thân. Để Bon lại, anh ta canh ở đây, chôn chung mình và zombie chúa. Mọi người có mặt ở đây chậm chạp hiểu ra ý của Bạch Sùng. Không ai dám là người động thủ. Diệp Trần đi thẳng tới chỗ người giữ Bon, lấy Bon ra, gắn lên mặt quan tài. Hẹn giờ rồi nói, đi thôi. Cô không nói với Bạch Sùng một câu nào, dường như không nhận ra anh ta. Bạch Sùng biết, thực ra cô ấy chắc không nhận ra được. Giờ người ngợm anh ta trông như vậy, Diệp Trần không nhận ra, cũng bình thường. Tốt nhất là đừng nhận ra, dù sao giờ anh ta cũng xấu xí tới nông nỗi này rồi. Nhưng khi Diệp Trần không nói một lời, thậm chí không có chút do dự nào, không hỏi anh ta một tiếng liền gọi mọi người, chạy nhanh thôi. Anh ta quả thực vẫn thấy tổn thương, Bạch Sùng mất dần ý thức, ký ức bắt đầu nhạt nhòa. Thế nhưng, nhìn bóng lưng Diệp Trần đi, anh ta vẫn giữ cô lại. Diệp Trần quay đầu lại, nhíu mày, anh ta kêu lên mấy tiếng rè rè. Diệp Trần không hiểu, Bạch Sùng lấy trong tay áo ra một hộp thức ăn cho mèo, dúi vào lòng bàn tay cô. Đồ hộp cho mèo em thích nhất, anh ta nói, nhưng sự thực là anh ta đã không còn nói chuyện được nữa. Thứ anh ta tạo ra là tràn âm thanh rè rè đặc trưng của zombie. Diệp Trần cau mày, tôi không ăn đồ hộp. Nói xong, cô bỏ hộp đồ hộp lại. Trần Lâm mở miệng muốn nói gì đó nhưng khi chạm vào ánh mắt của Bạch Sùng thì liền câm bặt. Đừng nói với cô ấy. Trần Lâm hiểu, nếu nói cho Diệp Trần biết, người này giờ này phút này chính là Bạch Sùng. Nếu nói cho Diệp Trần biết, người bị lây bệnh zombie thành ra thế này, sợ bản thân mất lý trí, muốn cùng chết với zombie chú này là Bạch Sùng, Diệp Trần sẽ đau khổ biết bao. Trần Lâm cảm thấy như có gì đó đâm ngang ít hầu, vô cùng đau đớn, mắt anh ta đỏ hoe. Mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt cũng đỏ theo. Diệp Trần lại dường như không biết gì cả, quay lại hỏi họ, sao nó vẫn còn lý trí nhỉ? Mọi người gặp nó khi nào vậy?
Tây đạo sĩ đứng cạnh Diệp Trần rơi nước mắt. Diệp Trần và Bạch Sùng, hai cái tên này mấy năm qua đã nổi danh khắp các căn cứ lớn, là một người dị năng tinh anh. Họ đều biết tình cảm của hai người này sâu đậm thế nào, vốn dĩ cũng không cảm thấy thế. Nhưng khi Diệp Trần không nhận ra Bạch Sùng, khi Bạch Sùng đang mất dần ý thức vẫn nhớ đưa cho Diệp Trần một hộp đồ hộp của mèo. Khi Bạch Sùng nhìn họ bỏ đi, ngăn Trần Lâm không cho Diệp Trần biết sự tồn tại của anh ta, mọi người cuối cùng cũng thực sự hiểu. Chút tình cảm tồn tại trong mạc thế này không phải chẳng qua chỉ là phô trương như họ nghĩ. Không ai dám nói tiếng nào. Diệp Trần hộ tống mọi người rời khỏi lăng tẩm, ra tới cửa. Diệp Trần bảo Trần Lâm thăm dò xem có nguy hiểm không. Sau khi biết không còn nguy hiểm gì, Diệp Trần bỗng nói, mọi người đi đi. Trần Lâm ngẩn vội đầu, cô, Bạch Sùng còn ở trong mà. Diệp Trần mỉm cười, ánh mắt đón nắng chiều tà dịu dàng. Tôi tiễn mọi người ra, giờ tôi quay lại với anh ấy. Nói xong, Diệp Trần xoay người, nhảy vào lại trong đường hầm, chạy thục mạng trở về gian phòng chính. Trí nhớ của Bạch Sùng đang mất dần, anh ta ngồi trên quan tài đá, bắt đầu hồi tưởng lại hình bóng Diệp Trần, cứ nghĩ mãi, anh ta bỗng cảm giác hình như bản thân xuất hiện ảo giác. Con mèo trắng tinh có chiếc bớt hình tim màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta, nó giơ bàn chân, đặt lên đùi anh ta không còn nhớ rõ nữa, viết chữ lên trên nắp quan tài, sao em lại quay lại? Diệp Trần biến thành hình người, ngồi xếp bằng đối diện anh ta. Anh còn ở đây, sao em bỏ đi được? Bạch Sùng sửng sốt. Diệp Trần kéo bàn tay anh ta. Bàn tay này thực sự không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa. Nếu người bình thường nhìn thấy hẳn sẽ thấy ghê tởm lắm. Vậy nhưng, Diệp Trần không có chút khác thường nào. Như thể đây chính là bàn tay ngày thường của anh ta. Anh ta đã xấu xí không còn nhận ra nổi nhưng cô nàng trước mặt vẫn dịu dàng, điềm đạm như mọi ngày. Lần này, chúng ta cùng nhau đi. Diệp Trần ngẩng đầu, ba tám kêu oai oái trong đầu cô. Đừng mà, ký chủ cứ im lặng phò tá Trần Lâm không được sao. Chúng ta có thể được cho điểm A cộng đấy. Giờ cô không có tiền, đừng sốc nổi mà. Diệp Trần nhìn Bạch Sùng, hoàn toàn phớt lờ anh ta. Bên cạnh là âm thanh đếm ngược của bom hẹn giờ. Kích, kích, kích. Bạch Sùng, em từng để lỡ anh rất nhiều. Lần nào cũng không phải anh chờ em thì là em chờ anh. Nhưng lần này, em hy vọng chúng ta có thể đi cùng nhau. Em nói cho anh một bí mật nhỏ. Diệp Trần áp trán lên trán anh ta, cười tủm tỉm. Em là, những chữ còn lại cô không nói ra. Điện xẹt qua người khiến cô đau run lên. Mặt cô tái đi nhưng vẫn cứng đầu nói lại, em là, vẫn không nói được. Sau khi lặp lại hai lần, cuối cùng Bạch Sùng cũng hiểu ra cô đang nói gì. Anh ta cầm tay Diệp Trần, viết từng nét vào lòng bàn tay cô. Anh cũng vậy. Diệp Trần sửng sốt, điện xẹt qua người Bạch Sùng khiến anh ta đau run lên. 666 liều mạng ngăn cản, chủ nhân không thể nói được, anh đừng nói. Chúng ta sẽ bị nguy hiểm đấy. Nhưng Bạch Sùng mặc kệ, mỉm cười, ngước mắt nhìn Diệp Trần, run run vạch từng nét một, tiếp tục viết, thế giới sau, gặp, đọc đến câu này, Diệp Trần sửng sốt, ba tám cũng sửng sốt. Sau đấy, ba tám thình lình lao ra, giữa không trung bỗng xuất hiện một quả cầu màu vàng khổng lồ. Ba tám nổi giận, đùng đùng nói, tiên sư bố cái hệ thống chết rẫm nào đây hả? Lâu nay tôi cứ bảo mà, sao thằng ranh này lại châu bò tới thế? Hóa ra là đồ hệ thống vô liêm sỉ nhà mày núp lùm chơi bố hả? Mày cút ra đây cho bố. Hôm nay bố không đánh cho mày bò ra đất thì bố không còn là 3838438 nữa. Bố nhất định phải dạy cho mày biết, chủ nhân của bố không được phép tùy tiện dụ dỗ. Biến cố này khiến tất cả mọi người sửng sốt. 666 ở trong đầu Bạch Sùng sau một lúc mới hoàn hồn, ra vẻ bình tĩnh bảo, 3838438, căn cứ điều 341 thuộc sổ tay nhập chức, trong thời gian làm việc, sử dụng bản thể xuất hiện ở thế giới thì sẽ phải thi sát hạch lại, đủ tư cách mới được tiếp tục hoạt động, nếu không sẽ phải nhận hủy diệt nhân đạo.
anh có chắc anh ôn thi lại sẽ vẫn thi đạt tiêu chuẩn được chứ? Nghe thấy giọng nói này, ba tám ngây ra một giây rồi liền cao giọng, là cô, 666 mím môi, một lát sau, cuối cùng vẫn hiện ra giữa không trung. Cô đội một chiếc mũ nhỏ, màu xanh lá cây, thái độ bình tĩnh, hai hệ thống nhìn nhau một giây, ba tám là người đầu tiên lên tiếng, không phải cô nói xuất hiện ở thế giới là phạm luật sao? Ba người, Diệp Trần lúc này đã đoán được đối phương là ai, đập đầu ba tám một cái, nhấn đầu ba tám xuống, cười gượng, chuyện là, cô gái à, tên ba tám này hơi ngốc một chút, cô đừng để bụng nhé. Mặc dù anh ta ngốc nhưng tâm tính rất tốt đấy. 666 mím môi, không nói gì, tiếng bom hẹn giờ tích tích từng tiếng vang vọng. Diệp Trần sực nghĩ ra, phải rồi, nhiệm vụ của cô là gì? Nhiệm vụ của họ chắc chắn là xung đột với chúng ta rồi. Cô ta làm việc ở hệ thống công chính, tôi làm việc ở hệ thống nhân vật chính. Ba tám đáp không cần nghĩ. Năng lượng cốt lõi của mấy chủ hai hệ thống của chúng tôi xung đột nhau. Phải đấy, 666 hừ một tiếng, anh mau mau xin với sếp anh trả nhiệm vụ này lại đi, bằng không chẳng mấy mà anh sẽ bị hủy diệt nhân đạo thôi. Cô mạnh miệng gớm nhỉ, ba tám nhảy dựng lên, cô nghĩ là tôi sẽ thua mãi à, không thì sao, 666 mỉa mai, rác rưởi chẳng thi đạt tiêu chuẩn nổi một lần. Ai bảo tôi chưa từng thi đạt tiêu chuẩn, ba tám lập tức ấp úng cãi, tôi thi tốt nghiệp không phải là đạt tiêu chuẩn à, 666 không nói tiếng nào, hừ một cái, quay đầu đi, này, đừng ầm ĩ mà, Diệp Trần nhìn hai hệ thống, nói nhỏ, tôi và Bạch Sùng, thật lòng muốn ở bên nhau, thực sự không có cách nào ở bên nhau được sao, có chứ. Cô làm nhiệm vụ cấp S, đồ học rốt, 666 ngắt ngang lời 38, 38 định cãi nhưng nghĩ tới chỉ số thông minh của 666, anh ta quyết định ngậm miệng, vì hệ thống kia ơi, Diệp Trần suy nghĩ một hồi, cô tên là gì, 666, chà, cái tên may mắn như vậy, vừa nghe đã thấy giỏi rồi, cô thấy có cách gì không? Về lý thuyết thì cô làm một nhiệm vụ cấp S là được, tuy nhiên, tôi đã xem qua tất cả sổ tay rồi, kỳ thực, dưới góc nhìn của mấy chủ, thì những người làm nhiệm vụ là khách hàng, đúng vậy, 666 bình tĩnh, nói, tôi cho rằng, thế giới của chúng tôi là do người từ thế giới khác tạo nên, người từ thế giới khác này tạo nên chúng tôi. Sau đó dùng chúng tôi để đạt được một mục đích nào đó, họ là khách hàng của chúng tôi, tiến hành giao dịch với chúng tôi, thiết lập hệ thống, làm nhiệm vụ, sau đó hoàn thành mục tiêu, hai người muốn ở bên nhau chắc là phải hoàn thành mục tiêu này, mục tiêu của chúng tôi là gì, mỗi một hệ thống đều có một quyền hạn mở phó bản cuối, cùng, bình thường là yêu cầu người làm nhiệm vụ chấp hành việc tích lũy đủ điểm tích lũy. Sau đó mở phó bản cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ cấp S và qua cửa, nhưng tôi cho rằng, kỳ thực cái gọi là phó bản cuối cùng hẳn là bước cuối cùng để đạt được mục đích, ý của cô là nếu tôi và Bạch Sùng muốn ở bên nhau thì phải mở phó bản cuối cùng này, đúng vậy, phó bản cuối cùng tại sao lại gọi là phó bản cuối cùng, Diệp Trần thắc mắc, muốn biết điểm đặc biệt của phó bản cuối cùng là ở đâu? 666 lắc đầu, tôi không biết, tuy nhiên, tôi đoán, 666 nghĩ, có lẽ, phó bản cuối cùng không phải là một thế giới trong sách mà là thế giới thật, thậm chí, danh tính ở phó bản cuối cùng, có lẽ chính là thế giới của bản thân hai người, nghe nói như thế, Diệp Trần liền nở nụ cười, cô quay đầu, nhìn Bạch Sùng, đưa tay xoa mặt anh ta, thế giới sao? Em muốn biết tên của anh, Diệp Trần khẳng rộng, chúng ta ở bên nhau nhé, được không? Bạch Sùng kéo cô vào lòng, khàn khàn nói, được. Tiếng tích đếm ngược cuối cùng vang lên, khói lửa bùng lên nổ tung, Diệp Trần được ôm vào lòng, khàn khàn nói, em thích anh, rất nhiều kiếp rồi. Cô không biết đối phương có nghe thấy không, nhưng cô nghĩ, dù nghe hay không nghe, có lẽ anh ấy đều đã biết.
họ thích nhau, rất nhiều kiếp rồi. Chương 130, Thế giới 10, Tiên hiệp. Chi tử Vu Quy lúc Diệp Trần tỉnh lại, ba tám đang ngồi gõ máy tính, họ đã quay về trong không gian. Ba tám vừa say sưa nhập chữ vào khung chat vừa chăm chú nhìn màn hình. Diệp Trần xoa cổ đi lại đó, ngáp một cái, nhiệm vụ sao rồi, cũng không tồi. À, sau khi chúng ta đi, Trần Lâm làm rất tốt. Ồ, Diệp Trần sáng lại gần, nheo mắt nhìn khung chat, anh đang nói chuyện với ai đấy? Xe ra đi, ba tám đẩy cô một cái, nóng vội bảo, cô bớt quản tôi đi. Ồ, 666 à, Diệp Trần, ba tám nổi cáu. Diệp Trần xòe tay, tôi bị cận thị mà, đâu có đọc được gì, là đoán cả đấy. Ba tám mặc kệ Diệp Trần, quay lại tiếp tục gõ chữ. Diệp Trần đi rửa mặt xong quay ra, xé miệng một túi giờ nách khoai tây, vừa nằm vừa ăn. Anh với cô ấy đang bàn bạc gì đấy? Chuyện mở phó bản cuối cùng cho hai người, tiến độ thế nào rồi? Cô ấy vẫn đang xin. Giới AI chúng tôi có một hệ thống tổng đứng đằng sau. Tôi đã hỏi mấy chủ của tôi rồi. Cô ấy bảo chỉ cần chỉ số tiến độ của hai người đủ là có thể mở phó bản cuối cùng. Chỉ số tiến độ của cô đủ rồi. Không biết của anh ta thì thế nào? 38. Diệp Trần ăn một miếng khoai, trông không có vẻ gì là lo lắng. Tôi rất tò mò giới AI của các anh rốt cuộc có kết cấu xã hội thế nào vậy? Cấp trên của anh là mấy chủ? Cấp trên của mấy chủ thì sao? Giới AI chúng tôi thực ra khá giống công ty của loài người các cô. Mỗi mấy chủ tương đương với một công ty. Trong công ty có rất đông hệ thống. Mỗi mấy chủ có một nguồn năng lượng riêng. Mấy chủ sẽ căn cứ vào nguồn năng lượng này để phân công chủ đề và nhiệm vụ cho các hệ thống thuộc cấp. Kết cấu cao hơn mấy chủ thì tôi không rõ lắm. Người làm nhiệm vụ như các cô chính là do cao tầng trên mấy chủ an bài cho mấy chủ. Mấy chủ lại phân lại cho hệ thống chúng tôi. Vậy là, không phải vì tôi thích hợp với chủ đề của anh cho nên anh chọn tôi mà vốn dĩ tôi đã nhất định sẽ trở thành một người làm nhiệm vụ hả? Diệp Trần bỗng hiểu ra, đáp án này khá là bất ngờ. 38 gật đầu, không phải tôi chọn cô thì cũng sẽ có hệ thống khác chọn cô. Cô chắc chắn sẽ phải trở thành một người làm nhiệm vụ. Nói xong, 38 bỗng quay đầu lại. Tốt rồi, nhận được câu trả lời rồi. Bên phía anh ta, không có vấn đề gì. Một giờ nữa tôi và 666 sẽ cùng đưa hai người tới phó bản cuối cùng. Tôi nói cho cô biết trước một chút quy tắc của phó bản cuối cùng nhé. Hệ thống chúng tôi không thể tham dự vào phó bản cuối cùng. Sau khi cô tới đó và tỉnh lại, cô chính là người đó, tôi chính là người đó. Diệp Trần hoang mang, 38 gật đầu. Phải, nghĩa là cô không có trí nhớ trước đây. Cô chính là một nhân vật sống ở nơi đó của thế giới đó. Cô cứ thế mà sống thôi. Cô không có nhiệm vụ, chỉ cần sống tùy tâm là được. Cuối cùng nhiệm vụ có hoàn thành được hay không là do hệ thống tự nhận định. Nếu như cô được cho là đã thành công, vậy thì sẽ được khen thưởng. Cô có thể lựa chọn tùy ý một thế giới mà cô đã từng qua để trở về sống. Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần cô và nhân vật phản diện cùng chọn một thế giới, hai người có thể sống bên nhau mãi mãi. Có điều, đây là cách hiểu của tôi. Theo cách nói của 666 thì, thực tế là, phó bản cuối cùng là thế giới chân thực của hai người. Đợi, tới khi hai người hoàn thành rồi, hai người sẽ thức tỉnh ở thế giới chân thực. Cô đi tìm anh ta là xong. Có điều, cụ thể cái này tôi cũng không hiểu lắm. Dù sao, cô chỉ cần nhớ sống cho tốt là đủ rồi. Thế nào được coi là sống tốt? Diệp Trần không hiểu. 38 ngẫm nghĩ, có lẽ chính là sống thật hạnh phúc chăng? Diệp Trần gật gù, một người một hệ thống cùng im lặng rồi Diệp Trần nói, nếu tôi thành công, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Có chứ, 38 ngượng nghịu nói, sau này dù có chủ nhân khác rồi, đến ngày nghỉ tôi vẫn có thể đến thăm cô, được. Diệp Trần gật đầu, nghĩ một hồi, không nhịn được bảo, 38, tuy tới tận giờ tôi chưa từng nói với anh nhưng thực ra, ngừng lại, 38 dường như đã biết trước Diệp Trần muốn nói gì, gay gắt bảo,
về rồi cả nói với tôi, đừng có nói như thể di ngôn thế. Diệp Trần cười cười, thấy anh chàng 38 lại buồn bực móc thuốc lá ra bèn bảo, hút ít thôi, 666 chắc chắn không thích đâu, tôi không thích cô ấy. 38, trong máy tính bỗng vang lên tiếng 666, sau đó màn hình máy tính liền biến thành hình dáng của 666. Cô nàng bình tĩnh hỏi, chuẩn bị xong chưa? Phải xuất phát rồi, đưa họ đi xong, anh mau đi thi lại với tôi. Ôi chao, biết rồi, sao cô nhiều chuyện thế chứ? 38 vò đầu, Diệp Trần vội vàng nhảy bật tới đó, nói với 666, 666 à, 38 cực kỳ thích cô đó. Diệp Trần, cô nói bậy gì đấy? 38 nhảy dựng lên, cản Diệp Trần đang ra sức muốn nhìn 666 lại, mở cửa, nhét cô vào trong, hậm hực nói, mau đi làm chuyện của cô đi. Cảnh tượng này thật là quen, Diệp Trần ở trong đường hầm, gió thổi vù vù tới, hai mắt tối sầm lại, không biết gì nữa. Lúc Diệp Trần tỉnh lại, cô đang ở trong động phủ của mình, xung quanh toàn là bụi bặm, cô rung rung vai cho bụi bặm rớt xuống, một con hạc tiên bay vào trong động phủ, vừa tiếp đất liền hóa thành một thiếu niên, mừng rỡ đi vào trong, quỳ xuống đất nói, nghe thấy tiếng phượng hoàng kêu liền biết ngay là tiên chủ xuất quan, Bạch Nhiễm đặc biệt tới chúc mừng. Diệp Trần mỉm cười đứng dậy, niệm chú thanh tẩy sạch sẽ mọi thứ rồi thong thả đi ra ngoài, lười biếng hỏi, ta đã bế quan bao lâu rồi? Hồi tiên chủ, chừng 1000 năm. 1000 năm, Diệp Trần mím môi, cũng tạm tạm, với thần tiên bình thường, 1000 năm có lẽ rất dài, nhưng với Diệp Trần, vì thần tiên đã có từ thuở khai thiên lập địa mà nói, 1000 năm quả là quá ngắn ngủi. Diệp Trần vốn là một chiếc đàn có từ thuở hồng hoang, được hưởng tiên khí nên sinh ra linh trí. Năm thiên đạo đại nạn đó, thần thượng cổ trăm vị không còn nổi một. Do tu vi quá thấp nên Diệp Trần thành ra lại may mắn thoát nạn, đủng đỉnh lúc tu hành lúc không cho tới tận hôm nay, trở thành kẻ tài cán một phương. So với các vị có từ thượng cổ như Đông Lăng Đế Quân, Thiếu Hoa Đế Quân, cô tất nhiên chẳng là gì, nhưng so với thần tiên thiên giới ư, cô không phải người đứng đầu thì cũng là một nhân vật tầm cỡ. Vì xuất thân không chính quy, địa vị của Diệp Trần lại cao nên không khỏi có niềm vui thích chỏ mũi vào chuyện của người khác. Vừa xuất quan, liền bắt đầu quan tâm những chuyện vặt vãnh trên tiên sơn mình ở. Con gấu trúc tinh trên núi của chúng ta, lúc ta bế quan nó đang mang thai đôi, không biết là đã sinh chưa? Chết rồi. Bạch Nhiễm đã quen với sự tọc mạch của Diệp Trần, trả lời ngắn gọn. Diệp Trần bùi ngùi, sinh đôi nên bị chết à? Không phải, gấu trúc không sống được 1000 năm, hơn 900 năm trước nó đã chết già tự nhiên rồi. Diệp Trần bùi ngùi gật đầu, phải rồi, con gấu trúc này từ nhỏ đã ngốc nghếch, ta làm phép nhiều lần cũng không khai mở linh trí cho nó được, đáng ra ta nên sớm đoán trước được mới phải. Thế còn con rùa trong hồ nước cạnh rừng trúc thì sao? Ta nhớ là rùa sống được rất lâu, sống lâu thành tinh, biến thành ác bá một phương, gây họa khắp nơi, bị Nguyệt Hà tiên tử thu đi rồi. Nghe xong kết cục của rùa ta, Diệp Trần lại bùi ngồi, tự nhủ với mình, không được phép mới có chút thành tựu đã kiêu ngạo, càng rỡ, xem con rùa này đó, cứ ngoan ngoãn làm một con rùa không tốt hay sao? Lại đi cậy mạnh xưng hùng xưng bá, để tiên quân Nguyệt Hà thấy chuyện bất bình, thế là chỉ còn nước trở thành canh trong nồi. Nhắc tới Nguyệt Hà, Diệp Trần quay đầu lại, thay giọng, Nguyệt Hà vẫn còn thích lo chuyện bao đồng như thế à? Nguyệt Hà là bạn tốt chi kỷ của Diệp Trần, là thần tiên chấp pháp ở Minh Phủ, không giống như Diệp Trần, Nguyệt Hà là phàm nhân chết rồi hóa thành tiên. Tuy thân phận không cao nhưng do hành sự gọn gàng, quyết đoán nên đã trở thành một vị thần tiên có thực quyền, có danh vọng cao ở Minh Phủ. Nhắc tới Nguyệt Hà, Bạch Nhiễm liền im lặng. Diệp Trần đi sát ra phía vách núi đen, phóng mắt nhìn núi sông xa xăm, đợi một lúc không thấy Bạch Nhiễm nói gì. Diệp Trần quay đầu lại, ôn tồn hỏi, sao không nói? Chuyện là, Nguyệt Hà tiên tử, đã xảy ra chút chuyện.
Diệp Trần nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Chuyện là, sau khi tiên chủ bế quan được 500 năm, Nguyệt Hà tiên tử đã yêu một phàm nhân, gã phàm nhân này từng làm nhiều chuyện ác, đáng ra phải ở lại địa ngục chịu ngục hình, nhưng Nguyệt Hà tiên tử không đành lòng để người thương chịu khổ nên, nghe kể đến đây, Diệp Trần tỏ ra kinh ngạc, nàng ấy thả hắn ta. Nguyệt Hà có quyền lực lớn nhưng là một phàm nhân thăng tiên, không có chống lương, tiểu tiên phạm phải chuyện này trước nay đều bị phạt nặng, giúp phàm nhân thoát tội, đây là tội lớn. Bạch Nhiễm nặng nề gật đầu, Diệp Trần hít sâu một hơi, thế giờ nàng ấy ra sao rồi, thay người nọ chịu hình ở vô gian địa ngục. Giọng Bạch Nhiễm có phần thương tiếc, hiện giờ đã ở được 500 năm, vừa dứt lời, Diệp Trần liền biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Nhiễm. Diệp Trần biết vô gian địa ngục là thế nào, núi đao biển lửa, ngày ngày chịu khổ hình, đấy là nơi chỉ những linh hồn cực kỳ độc ác mới ở. Diệp Trần từng tới đó một lần, bị cảnh tượng tàn khốc của nơi đó dọa bỏ chạy, giật mình liên tục nằm mơ thấy ác mộng. Hễ nghĩ tới chuyện Nguyệt Hà đã ở đó 500 năm, Diệp Trần liền không thể ngồi yên. Nguyệt Hà tuy tính tình không tốt nhưng tửu lượng lại không tồi. Nếu nàng ấy bị hành hạ tới chết dưới địa ngục thì sau này sẽ chẳng còn ai uống rượu cùng Diệp Trần nữa. Minh Phủ là nơi cai quản linh hồn con người, đứng đầu là Thái Sơn Phủ Quân. Thái Sơn chính là chốn về của hồn phách con người. Dân gian xưa nay có câu người sống Tây Trường An, người chết Đông Thái Sơn, chính là vì vậy. Thái Sơn Phủ Quân hình như là do người có tiên cách đảm nhiệm, đại thần thượng cổ không xuất hiện ở chốn này. Hiện giờ, trong thiên địa, ngoại trừ vài vị đế quân còn sót lại từ thời thượng cổ thì hết thảy đều không phải đối thủ của Diệp Trần. Vậy nên, Diệp Trần quyết định xông vào Minh Phủ, cứu Nguyệt Hà ra, cứu ra rồi sẽ để nàng ấy ở lại trên tiên sơn của Diệp Trần. Diệp Trần muốn xem, ai dám xông vào tiên sơn của mình để đòi người, trông coi Thái Sơn Phủ Quân là sức người phàm. Diệp Trần hùng hổ tới Minh Phủ, đi trên đường Hoàng Tuyền, tiến thẳng tới chỗ 18 tầng địa ngục, đám hồn phách bị tiên khí làm cho sợ hãi, hét lên bỏ chạy, đám oan hồn bị giam dưới sông Vong Xuyên reo lên hoang hô. Diệp Trần đặt chân lên cầu Nại Hà, bọn oan hồn lệ quỷ từ dưới sông vương cánh tay dài lên kéo Diệp Trần. Diệp Trần vung trường kiếm, quát to, yên đó. Minh Phủ lập tức yên lặng. Một lát sau, có một tên quỷ sai quát lên, người nào xông vào Minh Phủ ta? Diệp Trần nghĩ giờ mà báo danh tự ra thì đúng là đồ ngu, vậy nên không nói gì cả, cứ thế đi thẳng xuống địa ngục. Vô gian địa ngục ở tầng cuối cùng trong 18 tầng địa ngục. Lúc Diệp Trần tới được vô gian địa ngục, bọn quỷ sai đã ùn ùn kéo tới rất đông để ngăn cản. Diệp Trần vừa đi vừa đánh, bước vào vô gian địa ngục, cứu Nguyệt Hà thoát khỏi cực hình nung sấy trên bếp lò. Da thịt nàng ấy run lên bần bật. Diệp Trần cả kinh, Nguyệt Hà cười cay đắng, sao tỷ lại tới đây? Tỷ không đến, muội định chết luôn ở đây hay sao? Diệp Trần không biết phải làm sao, đưa Nguyệt Hà xông ra ngoài trước. Nguyệt Hà được Diệp Trần khiêng, đã yếu ớt lắm rồi. Bọn quỷ sai xông tới như bầy châu chấu, Diệp Trần không muốn khai sát giới, song phương nhất thời không ai làm khó nổi ai. Diệp Trần nổi giận, đặt Nguyệt Hà xuống, gọi phủ quân của các người tới đây. Hôm nay ông Sơn tiên chủ Diệp Trần ta đây tới để đòi người, ta không muốn động thủ, gọi phủ quân của các người tới. Nếu ta thắng, ta sẽ mang người đi, nếu phủ quân của các người thắng, ta mặc cho các người xử trí. Vừa nghe lời này, xung quanh lập tức yên tĩnh. Diệp Trần cho rằng khí thế của mình đã làm bọn họ kinh sợ, quay lại kiêu ngạo nói với Nguyệt Hà, nhìn đi, đối phó với bọn thần tiên này, phải dùng vũ lực trấn áp. Nguyệt Hà ngơ ngác nhìn Diệp Trần, nghe hết câu mới gắng gượng bảo, Diệp Trần, ta vốn tưởng tỷ chẳng qua chỉ là sống lâu hơn mọi người một chút nên mới kiếm được một cái danh hào, hôm nay mới biết là tỷ thực sự có thực lực. Diệp Trần khá thích câu này, gật đầu bảo, hôm nay muội mới biết, tuy hơi muộn một chút nhưng vẫn tốt hơn là hoàn toàn không biết gì. Tỷ có biết đối thủ của tỷ là ai không? Nguyệt Hà nhìn Diệp Trần đầy thương hại. Diệp Trần ngơ ngác,
chẳng qua chỉ là một phàm nhân, sao ta phải biết người đó là ai? Nguyệt Hà vừa dứt lời, một thanh trường kiếm đánh thẳng tới từ đằng sau Diệp Trần, kiếm khí mạnh mẽ đập vào mặt. Thanh kiếm kia rất nhỏ, rất dài, thân kiếm màu trắng bạc, chuôi kiếm làm bằng ngọc. Trông thì chỉ là một thanh kiếm bình thường nhưng toàn bộ người của tiên giới đều biết tên của nó. Tử Quy, kiếm của chiến thần thượng cổ Đông Lăng, vị thần thượng cổ trẻ tuổi nhất, hung mãnh nhất. Vào thuở hồng hoang, một mình chống chịu 81 đạo thiên kiếp, dùng xét tôi luyện cơ thể, trên chiến trường thượng cổ, đem thân mình làm bình chứa phong ấn ma thần thượng cổ vô cùng lợi hại. Đây là vị thần tiên mà Diệp Trần sợ nhất, bởi vì vị đế quân này trước nay không hề câu nệ chút phép tắc nào. Nói dễ hiểu hơn là, vị này đánh cả phụ nữ, hơn nữa, hễ đã động thủ là sẽ động thủ hết sức nghiêm túc, không nể chút tình cảm nào, cũng không buồn giữ cho nhau lấy một chút thể diện. Thích đánh một cách nghiêm túc thì cũng thôi, nhưng đáng sợ nhất là sức chiến đấu của vị này còn đặc biệt mạnh, vô cùng mạnh. Năm đó ở buổi hồng hoang, lúc Diệp Trần còn đang cúp đuôi sinh tồn, hễ cứ nhìn thấy Đông Lăng là liền bỏ chạy. Giờ này khắc này, Tử Quy xuất hiện ngay trước mặt Diệp Trần, nàng bất giác nuốt nước bọt. Thanh kiếm này trông thật giống Tử Quy. Diệp Trần cười rộ lên, mong được Nguyệt Hà chỉ cho chút khả năng nào khác, gượng gạo hỏi, là người sùng bái cuồng nhiệt của Đông Lăng đế quân phải không? Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh như băng liền vang lên, ông Sơn Tiên Chủ, ta nghe nói ngươi muốn cùng ta chiến một trận. Trong lúc nói, bóng người đằng sau Tử Quy từ từ hiện ra, trường sam màu trắng bạc, đỉnh đầu đội kim quang, góc áo thêu chìm hoa văn mây cuốn, nhìn thôi đã làm người ta thấy lạnh cả người. Diệp Trần hít một hơi thật sâu, lập tức lùi lại một bước, giơ tay lên, cuống quýt nói, ta không hề, không phải ta, không được nói lung tung, xin phép cáo từ. Vừa dứt tiếng, Diệp Trần lập tức bỏ chạy. Trong chính chớp mắt ấy, Đông Lăng tung một quyền về phía Diệp Trần, đòn quyền đấy như thể có sức nặng ngàn cân, nện mạnh lên ngực Diệp Trần. Diệp Trần chẳng hề kịp làm gì đã bị đánh bay rơi xuống lòng sông Vong Xuyên. Nước sông bị máu Diệp Trần thổ ra nhuộm đỏ một khoảnh. Mọi người nhìn thấy trên mặt nước có vài bọt bong bóng rồi sau đó người liền không thấy đâu. Nguyệt Hà ngồi đực mặt ra nhìn, mắt trợn tròn đần thối ra. Đông Lăng thản nhiên điểm mũi chân, nhảy vào trong sông, kéo Diệp Trần lên, quăng xuống dưới đất. Diệp Trần cảm thấy xương sườn của mình ngâm ngẫm đau, không biết là đã gãy mất mấy cây rồi. Thều thào bảo, không đánh nữa, ta nhận thua, không đánh nữa đâu. Thật đấy, Đông Lăng nhíu nhíu mày, giọng lạnh lùng, tiên quân thượng cổ sao có thể yếu đuối như thế. Đứng lên, nửa nào, nghe thấy câu nửa nào, Diệp Trần không chịu nổi, hòa lên khóc. Mọi người ngây ra nhìn Diệp Trần, nào có ai ngờ một vị tiên quân thượng cổ cao cao tại thượng lại bị người ta đánh cho phát khóc. Những lúc thế này chẳng phải là nên đứng dậy liều chết đánh tới cùng, quát to một câu bổn quân vẫn còn có thể tái chiến hay sao? Nguyệt Hà nhìn Đông Lăng đánh Diệp Trần, đắn đo suy nghĩ, rụt cổ lại, tranh thủ lúc đang loạn để chuồng. Diệp Trần phát hiện Nguyệt Hà bỏ mình lại bỏ chạy, cảm thấy tình nghĩa tỷ muội này thực sự không cần phải giữ nữa, nhất thời càng khóc khủng khiếp hơn. Đông Lăng ngẫm nghĩ một chút rồi chìa tay ra. Diệp Trần ngạc nhiên ngước mắt nhìn, chỉ thấy người nam tử trước mặt thái độ ôn hòa, mặt mày tuấn tú, không nhìn ra hỉ nộ buồn vui. Đông Lăng đế quân kỳ thực cũng đã từng là đệ nhất mỹ nam của tiên giới, chẳng qua vì các nữ tiên đi tỏ tình với người này hầu như đều bị đánh thành tàn tật cho nên chẳng còn mấy người ái mộ nữa. Giờ phút này, vì đó lại chìa tay ra với Diệp Trần. Diệp Trần ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp hoàn mỹ kia, chống ngực đập buồm buồm. Diệp Trần bất giác nghĩ, phải chăng cái cây trà nàng đây đã nở hoa, Đông Lăng đã bị trí tuệ và mỹ mạo của nàng chinh phục, quyết định cho nàng đãi ngộ đặc biệt, cho phép theo đuổi. Trong tình huống bị sắc đẹp mê hoặc tới mất lý trí, Diệp Trần tràn ngập chờ mong chìa tay ra đặt vào lòng bàn tay Đông Lăng. Đông Lăng vừa nắm tay Diệp Trần liền kéo một cái, lôi nàng dậy, quẳng ra thật xa,
quẳng đi rồi còn không quên bồi thêm một cú đá, đồng thời nói, nếu ngươi không đứng dậy đánh được, ta có thể giúp ngươi. Diệp Trần thổ huyết, gào lên, mẹ kiếp, Đông Lăng, ta liều mạng với ngươi. Còn tiếp, các phần tiếp theo sẽ được gửi đến các bạn trong các số tới, mong các bạn đón nghe, like, share và đăng ký kênh để được nghe nhiều bộ truyện hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn.